Ok. Sáng nay ấy, thì anh có nhận được cái tin nhắn của Giang. Giang có hỏi anh về cách mà mình sẽ làm cái to-do list ở trên Zdoc đúng không? Giang Đúng muốn không? làm gì đúng không Giang? Đúng không? Thế thì nhá. Cái này là anh dựa theo cái template của Zdoc, của cái docs google.com á. Thì bây giờ em sẽ vào cái đường link này này. Khi mà em đăng nhập cái email ấy thì em sẽ hiện thấy cái này. Nó có tên là sheet nha. Bấm vào cái này này. Thì ở trong cái này nó sẽ hiện ra một số cái mẫu để em có thể tham khảo làm theo cũng được. Đây này, khi mà em bấm vào cái doc google.com này á, thì nó sẽ hiện cho em một cái khung này. Nó đã bắt đầu một cái bảng tính mới. Thì ở trong cái khung này nó sẽ có một số cái template mà em có thể lựa chọn. Thì như anh tạo một cái checklist ha, anh sẽ bấm vào cái đầu tiên. Nó có tên là danh sách việc cần làm. Thì khi anh bấm vào cái đầu tiên đó thì nó sẽ hiện ra cho anh cái nội dung như này thôi. Cái việc của mình á, cái việc của mình đó chính là mình sẽ thay đổi cái nội dung này này. Mình sẽ thay đổi tất cả những cái nội dung ở đây nó phù hợp với kiến thức của bài học. Do cái tài khoản này là dùng rồi. Anh thử bấm vào một cái tài khoản khác xem nó hiện ra không nào. Nó cũng rồi dùng rồi luôn à. À đây đây đây, cái này chưa dùng. Đây nha, bấm vào cái danh sách cần làm này. Thì nó sẽ hiện ra một cái trang tính như thế này cho chúng mình. Và việc của chúng ta ấy là mình sẽ thay đổi cái nội dung của nó thôi. Đây là cái template mẫu. Vì mình sẽ thay đổi cái nội dung cho nó phù hợp là được. Bạn hình dung cách làm không? Giang hình dung Có cách em hiểu rồi, em hiểu rồi. thì anh thấy rằng là làm ở trên này nó tiện hơn, tức là với những người mà làm việc trên máy tính nhiều á, có thể là với các bạn thì các bạn làm việc trên kiểu trên vở ghi nhiều hơn là trên máy tính hoặc là trên điện thoại chẳng hạn. Nhưng mà nếu em là một người làm việc nhiều ở trên máy tính hay là em cảm thấy rằng việc sử dụng ở trên điện thoại nó tiện ích hơn thì em vẫn có thể viết cái này ở trên điện thoại hoặc là trên máy tính nha. Còn bạn nào mà có một cái thói quen đó chính là ghi vào một cái cuốn sổ hay là ghi vào một cái quyển vở thì em cũng có thể ghi vào đấy cũng được. Rồi, ở cái buổi học ngày hôm trước này, trong cái buổi học ngày hôm trước thì anh đã hướng dẫn cho các em về năm cái kiến thức cơ bản liên quan đến tác phẩm Chiếc Lược Ngà cộng với nhân vật bé Thu đúng không? Cả lớp mình đã nắm chắc kiến thức của bài này chưa? Các em có tạo cái checklist như vậy không? Khi mà ôn tập cái bài này á, có tạo cái checklist như vậy để ôn tập theo không? Hôm trước thì anh chưa vẽ cái, anh chỉ giới thiệu cho các bạn cái sơ đồ tư duy về bé Thu thôi, chứ chưa có vẽ cái checklist liên quan đến nhân vật bé Thu và liên quan đến nhân vật ông Sáu đúng không? Thì em có thể tham khảo hai cái checklist màu hồng với lại màu xanh này ha. Và anh có dặn cả lớp mình là trong cái buổi ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ tập trung trả lời tất cả những câu hỏi, trả lời tất cả những cái thắc mắc của các bạn liên quan đến tác phẩm này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luyện đề. Hỏi trước nhá, có ai câu hỏi thắc mắc gì không? Nếu mà ai đã ôn cái bài này ở nhà rồi á, thì cho anh một nút like để anh biết nha. Ôn kỹ rồi nha, không phải ôn kiểu qua loa đâu. Nếu mà mình ôn qua loa ấy, thì nó sẽ kiểu kiến thức nó bị rơi rụng á, mình không thể làm bài tốt được, nên là mình cần phải ôn kỹ nha. Rồi, có ra ôn xong rồi. Có bạn nào ôn xong nữa không? Ồ, còn Trang nữa. Vì chúng ta đang học theo lớp á, nên là các em cần phải chủ động cái việc này làm ở nhà nha. Và có câu hỏi hay có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh thôi. Còn tất cả cái việc mà anh hướng dẫn các bạn, cái cách mà mình ôn tập á, thì em cần phải chủ động làm cái này ở nhà nha. Ok. Ừ. Rồi. Ơi. Thôi. À, tại vì là bây giờ ý là
Em đang ôn thơ kỳ 2 trên lớp á, cho nên em không ôn được kỹ bài này, nhưng mà em muốn hỏi anh là cách viết viết truyện văn về một nhân vật đúng không ạ? Tại vì em có cái bài mà anh hướng dẫn để viết cảm nhận về nhân vật rồi, nhưng mà em thấy nó trừu tượng quá. Em vẫn không viết được. Ví dụ như cái nào trừu tượng nhỉ? À, nói chung là em đọc nhưng mà em vẫn không hiểu cách rõ của nó nha. Thì Kiểu đó, ví dụ nào. tức là bây giờ nhá, cái quan trọng để là có thể giúp cả lớp mình có thể hiểu được cái này hơn á, thì em sẽ thế nào nhỉ? Tức là em đang xem cái phần hướng dẫn nào của anh, cái dàn ý hả Diễm? Có phải cái dàn ý về nhân vật truyện không? À. Thì đó, tức là mình cần phải sâu ra cái dàn ý về nhân vật truyện đó, rồi mình sẽ nói về từng bước nha. Cái nào mà em chưa rõ thì anh sẽ giải thích cho em cái bước đó rõ hơn. Đợi anh một xíu để anh tìm lại cái dàn ý đó đã. Chả biết là còn lưu không cơ. Đây, anh thấy đây rồi. Đâu nhỉ? Đây. Có phải cái Diễm đang xem là cái này không? Dạ vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo step by step nhé. Là mình sẽ đi theo từng gạch đầu dòng một. Cái nào mà em chưa rõ thì anh sẽ giải thích cho em. Gạch đầu dòng nào chưa rõ nhỉ? Anh chờ em một chút để em liệt kê lại đã chứ, nhiều các em không biết. Đây nhá. Anh ơi, Ôi. anh có thể gửi cái file này lên trên nhóm không? Tại vì em chưa có cái tài liệu này. Ok, gửi sau nha. Vâng Xem ạ. đã, anh sẽ gửi sau đã. Bây giờ xem đã. Tại vì nhân tiện là mình cũng đang phân tích về truyện ngắn luôn, và mình cũng sẽ làm, tức là về cơ bản nhá, cái tác phẩm này mình sẽ phân tích rất nhiều về nhân vật. Mình sẽ phân tích về nhân vật bé Thu, phân tích về nhân vật ông Sáu. Thì nhân tiện là mình đang học về cái bài trước lần ngà này, thì anh sẽ nhắc lại cho cả lớp mình về cái cách làm bài liên quan đến cái dạng đề đầu tiên là nghị luận về một nhân vật truyện ngắn ha. Cái tài liệu này thì anh sẽ gửi lên vào file cho cả lớp mình sau, thì anh đang share màn hình á, nên cả lớp mình tiện sẽ xem ở trên màn hình luôn ha. Bây giờ em sẽ để ý cho anh từng cái gạch đầu dòng một, hoặc có thể là từng cái phần làm bài một. Nếu như cái phần nào mà em chưa rõ thì em có thể hỏi anh ha. Đây là một cái dàn bài rất cơ bản để em có thể áp dụng cho tất cả những cái nhân vật truyện ngắn ở trong cái chương trình ngữ văn lớp 9. Và sau này khi mà em không còn học lớp 9 nữa, em sẽ lên cấp 3, lớp 10, lớp 11, lớp 12, thì chúng mình cũng sẽ sử dụng được cái dàn ý này luôn. Tức là không phải là học lớp 9 xong là chúng ta sẽ dừng đó đâu, mà chúng ta sẽ bỏ đấy đâu. Mà tất cả những kiến thức anh dạy, nó đều có khả năng để các em có thể áp dụng. Sau này khi mình học cấp 3 thì mình vẫn có thể vận dụng được. Nên là xem qua nhá, có cái nào chưa rõ thì hỏi anh. À anh ơi, em vẫn chưa hiểu cái cách là làm nổi bật những phẩm chất tiêu biểu và điển hình của nhân vật, với cả là cái phần lưu ý nữa. Cái đoạn mà khi phân tích vừa phải chỉ ra đặc điểm của nhân vật, vừa phải nêu nghệ thuật xây dựng nhân vật đó, với cả cách tách 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 đoạn để mà chia làm sao cho hợp lý, với cả nó không bị rối nữa anh. À, ý là em biết đoạn văn thì không cần nhưng mà vẫn phải chia câu ấy. Đúng rồi, em vẫn phải chia câu đúng không? Ok, thì đầu tiên nhá, cái ý số 3 mà Diễm hỏi ấy là làm nổi bật cái ngoại hình, tính cách, số phận hoặc là cái phẩm chất tiêu biểu điển hình của nhân vật. Thì cái này á, cái này nó giống như là một cái câu hỏi gợi ý để mình học bài, và nó cũng giống như là một cái câu hỏi ở cái phần là khi em mới tìm hiểu về cái tác phẩm đó. Tức là nếu như cái tác phẩm Chiếc lược ngà này là một cái tác phẩm lần đầu tiên mình học đi, thì đây nó sẽ là một cái câu hỏi gợi ý để giúp em có thể tìm hiểu cái tác phẩm này một cách tốt hơn, và em có thể hiểu kỹ hơn về nhân vật.
Thế nhưng cái trường hợp thứ hai của mình đó chính là cái tác phẩm này mình đã được học ở trên lớp rồi, cái tác phẩm này mình cũng được hướng dẫn rồi. Thế thì em sẽ dựa vào cái dàn ý cơ bản về nhân vật bé Thu hay là về nhân vật ông Sáu để hình thành nên cái hệ thống luận điểm, luận cứ cho cái bài viết của mình ha. Là trường hợp thứ nhất này, cái trường hợp thứ nhất là mình chưa tìm hiểu về tác phẩm này. Đây là lần đầu tiên mình học, thì đây nó sẽ là một cái keyword, nó là một cái gợi ý để giúp em hiểu cái nhân vật hơn. Tuy nhiên, cái trường hợp thứ hai ấy, là cái trường hợp này là mình đã được học cái bài này ở trên lớp rồi, là anh hướng dẫn rồi, thầy cô cũng hướng dẫn rồi. Thế thì em sẽ dựa vào những kiến thức cơ bản đã được anh hướng dẫn và đã được cô hướng dẫn để làm cái phần này không? Vậy thì quay trở lại với bé Thu không? Cái kiến thức mà chúng ta được học với nhau rồi đó. Khi mà em làm rõ cho ý thứ ba ấy, em sẽ bám sát cho anh hai luận điểm. Luận điểm đầu tiên, em sẽ làm rõ cái tính cách bướng bỉnh, cứng đầu và ương ngạnh của bé Thu trước khi nhận ra ông Sáu là ba. Và trong cái luận điểm đầu tiên này thì mình sẽ có ba luận cứ. Một là thái độ và hành động của bé Thu, hai là nguyên nhân và ba là ý nghĩa. Rồi sang luận điểm thứ hai là chúng ta sẽ làm rõ cái tình yêu thương cha cảm động và mãnh liệt của bé Thu sau khi nhận ra ông Sáu là ba. Mình cũng sẽ phân tích theo thái độ, nguyên nhân và ý nghĩa. Ồ, chưa xem màn hình à? Sorry. Diễm hiểu ý này của anh không Diễm? Dạ có anh ạ. Ồ, thế đó nhá. Đấy là trả lời câu hỏi đầu tiên rồi đúng không? Và câu hỏi số 2 của Diễm ạ là làm thế nào để em chia tách thành nhiều đoạn văn nhỏ? Hay làm thế nào để em có thể chia tách câu đúng không? Ví dụ như Diễm viết đoạn văn đi ha, thì em không cần phải chia tách đoạn văn, em chỉ cần chia tách câu thôi. Vậy làm thế nào để mình có thể chia tách được câu? Thì hôm trước khi nói về cái bài Những ngôi sao xôi, anh có dặn các bạn đó chính là mình phải có một cái tư duy á, mình phải viết ra một cái tờ giấy nháp và mình phải có một cái tư duy là đâu là cái nội dung quan trọng để mình viết nhiều hơn và để mình viết kỹ hơn. Thế nhưng em căn cứ vào cái bài nhân vật bé Thu này thì cả hai giai đoạn là trước trước khi nhận ra ông Sáu là ba và sau khi nhận ra ông Sáu là ba nó đều quan trọng như nhau, chả có cái nào quan trọng hơn cái nào cả. Vậy thì em sẽ chia cho anh tỷ lệ 50-50 thôi. Còn nếu mà cái bài nào mà nó kiểu cái ý nào mà nó ít quan trọng hơn á, thì mình sẽ chia tỷ lệ ít hơn thôi. Ví dụ như là 60, 30, 20 hoặc là 70, 20, 10. Nhưng mà cái bài này mình có hai luận điểm và cả hai nó đều quan trọng như nhau á, nên là chúng ta sẽ chia theo tỷ lệ là 50-50. Vậy thì anh sẽ demo cho em một cái đoạn văn về nhân vật bé Thu để giúp Diễm có thể hiểu kỹ hơn về cách mà mình sẽ viết và cách mình chia đoạn văn, chia câu văn như nào nhé. Đợi anh một xíu để anh tìm lại. Anh sẽ đăng cái ảnh này trên group của lớp mình nha. Ok, anh có đăng trên group của lớp mình rồi đó. Để anh sẽ share màn hình cho cả lớp mình cùng xem luôn. Rồi, cả lớp mình có thấy màn hình của anh không? Có ạ. Ừ. Anh nhá, em có thể tham khảo cái đoạn văn mà anh viết mẫu về nhân vật bé Thu này. Đầu tiên nhá,
Ở đây anh sẽ chia tách luận điểm luận cứ như sau. Cái câu chủ đề anh đang viết nó là cái câu im nghiêm, là cái câu mở đầu của đoạn văn. Đây là câu chủ đề ha. Đọc truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, chúng ta thấy cách nhân vật bé Thu bộc lộ tình cảm với ba thật là mãnh liệt và xúc động. Rồi, sau đó thì anh sẽ có cái luận điểm đầu tiên này. Luận điểm đầu tiên anh sẽ sử dụng cái từ là trước hết để mà dẫn dắt người đọc á, là ý là đây là cái nội dung đầu tiên mà tôi muốn viết đây, thì bạn có thể dễ nhìn thấy hơn đúng không? Thì anh sẽ dùng cái từ là trước hết tình yêu ba của Thu được thể hiện ngay trong cái chính hành ngay trong chính cái hành động bướng bỉnh kiên quyết không chịu nhận ông Sáu là ba. Rồi sau đó chúng ta có 3, 7, 3, 7, 8 à, có khoảng 5 câu. Ở đây anh có chia khoảng 5 câu để mà phân tích cái giai đoạn đầu tiên. Đó chính là cái tình yêu thương ba của bé Thu được thể hiện ngay trong chính cái hành động bướng bỉnh, cứng đầu và ương ngạnh. Và kiên quyết không nhận ông Sáu là ba. Còn đến câu tiếp theo, luận điểm số 2 nhá. Luận điểm số 2 anh sẽ viết là thứ hai là cái tình yêu ba của Thu còn được thể hiện bộc lộ, còn được bộc lộ thật mãnh liệt và xúc động trong cái giây phút bất ngờ nhất, cái giây phút mà ông Sáu lên đường, đó là khi em nhận ra ba của mình. Rồi anh sẽ có mấy câu? 3 câu đúng không? Ừ. Cái phần này anh viết ngắn hơn đó. Anh viết 3 câu để mà làm rõ cho cái luận điểm thứ hai. Và cái câu cuối cùng này, anh đang trình bày theo kiểu tổng phân hợp đó, là cái câu cuối cùng. Nó sẽ là cái câu tổng kết lại toàn bộ cái thành công về nghệ thuật, cũng như là tổng kết lại những cái tính cách và thái độ của bé Thu. Có thể nói với cái sự am hiểu tâm lý trẻ thơ cùng với ngòi bút miêu tả sinh động diễn biến tâm lý nhân vật, thì nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng thành công một nhân vật bé Thu cứng cỏi, mạnh mẽ. Một nhân vật bé Thu có tình yêu thương ba chân thành, mãnh liệt và trong sáng dành cho người ba yêu quý. Diễm hình dung ra cách mà mình sẽ viết đoạn văn như nào không? Dạ rồi ạ. Ừ. Còn ơi, anh vừa nhắc lại cái phần ý nêu cảm nhận về bé Thu đúng không? Đây. Cái dàn ý ạ. Đây, checklist đây. Checklist về bé Thu đây. Vâng. Các bạn khác cũng tham khảo cách viết đoạn văn như vậy nhá. Tức là các bạn ở nơi khác khi mà em phải viết một cái đoạn bài văn đó, thì tức là em phải chia tách thành nhiều đoạn văn nhỏ đúng không? Thì anh muốn rằng là với từng cái đoạn văn nhỏ mà các bạn viết đó, các bạn phải có một ý đồ. Đó là cái đoạn văn đó các bạn sẽ tập trung viết về cái nội dung gì. Thì cái câu mở đoạn của đoạn văn đó nhá, em phải giới thiệu được chính xác và khái quát cái nội dung mà em sẽ viết ở trong cái đoạn văn đó. Thì tức là chúng ta viết cái đoạn văn theo kiểu là diễn dịch hoặc là tổng phân hợp á, tức là cái câu chủ đề là cái câu mở đầu, thì người ta không cần phải đọc quá nhiều đâu, người ta chỉ đọc cái câu mở đầu của em hoặc là câu cuối cùng của em là người ta hiểu là cái đoạn văn này em đang viết về cái gì. Nên là có một cái vấn đề của các bạn ấy, đó là chúng ta không rõ là chúng ta viết về cái gì, tức là chúng ta cứ viết thôi á mà chúng ta không rõ là chúng ta đang viết về cái gì. Cái điều này nó sẽ rất khó cho người chấm thi. Em tưởng tượng như là một ngày họ phải chấm thi đến mấy ngàn bài. Vậy thì người ta đọc một cái bài viết mà nó không được trình bày một cách khoa học và logic á, thì em sẽ không thể đạt điểm cao được. Và người đọc rất là khó chịu với những cái bài viết kiểu như vậy. Nên là anh sẽ dặn các bạn rất là kỹ nha. Đó là cho dù là em trình bày một đoạn văn hay là cho dù em trình bày nhiều đoạn văn, thì em cần phải hiểu rất rõ cái ý đồ của em là gì. Em viết cái đoạn văn đó để làm rõ cái nội dung gì. Thì cái câu mở đầu tiên, cái câu đầu tiên của đoạn văn em phải giới thiệu được chính xác cái nội dung mà em viết không? Em có thể tham khảo rất nhiều những cái bài viết đạt điểm 10 của đại học không? Thì em thấy rằng là cái bài viết đạt điểm 10 của các bạn đi thi đại học á, các bạn ấy không viết cái gì nó kiểu hoa mỹ hay là cái gì nó phức tạp đâu. Các bạn ấy viết một bài viết rất đơn giản, nhưng mà bạn ấy tách ra nhiều đoạn văn và mỗi đoạn văn thì nó đều thể hiện rất rõ cái nội dung mà bạn ấy viết. Nên là đấy cũng là một cái lý do để giúp em có thể đạt điểm cao hơn khi mà chúng ta viết bài và khi làm bài ha. Ok, đến đây có ai có câu hỏi và thắc mắc gì nữa không? À, quay trở lại với cái dàn bài về nhân vật không? Cả lớp mình xem cái phần này xem có câu hỏi có thắc mắc gì không nha.
ơi, cái gạch đầu dòng thứ ba của phần 2 thân bài ấy anh. Nếu mà bài thơ, bài văn của em có yêu cầu là phân tích thái độ của bé Thu lúc mà chưa nhận ra ông Sáu là cha, tức là cái luận điểm một của cái bài anh vừa đã ăn nói anh. Thì lúc mà nêu hành động thì em sẽ phải nêu một loạt hành động hay là em tách ra xong rồi em chèn từng cái kiểu cảm nhận xong rồi chứng minh kiểu kiểu bé Thu thái độ nói, hay là viết một loạt hành động ra xong rồi là mới chứng minh là nguyên nhân xong rồi là ý nghĩa. Em có thể làm theo cách nào cũng được. Tức là em có thể đan xen á. Tức là em không thể là mỗi một hành động của bé Thu lại có một nguyên nhân khác nhau rồi đúng không? Đúng không Diễm? Tức là ví dụ như là cái hành động mà con bé nó không gọi ông Sáu vào ăn cơm, à, gọi ông Sáu vào ăn cơm bằng cái giọng là nói xuống không á, vô ăn cơm, cơm chín rồi. Hay là cái việc mà nó nhất quyết là không chịu gọi ông Sáu là ba và nói tự mình chắt cái nồi cơm đang sôi đúng không? Thì tức là anh cảm thấy rằng cái việc mà mình phân tích đan xen á, nó sẽ không hợp lý, bởi vì là tất cả những cái thái độ và hành động của bé Thu đều có những cái lý do chung và đều có ý nghĩa chung thôi. Tức là cái gì chung nha thì mình sẽ nói hết một lượt thái độ và hành động, sau đó thì mình sẽ nhận xét về tại sao bé Thu lại có cái thái độ và hành động như vậy, và cuối cùng là chúng ta trả lời câu hỏi là cái thái độ và hành động của bé Thu có phải là một cô bé hư, một cô bé hỗn, một cô bé không được dạy dỗ không, hay là nó còn ẩn chứa một cái ý nghĩa gì nó sâu sắc ở đằng sau đó nữa. Thì như anh cảm thấy rằng là cách mà mình sẽ phân tích một cách logic và hợp lý hơn á, là em sẽ đi theo cái mô típ của anh, đó là em sẽ phân tích hết về thái độ và hành động của bé Thu, rồi sau đó chúng ta mới đi tìm nguyên nhân tại sao bé Thu lại có hành động như vậy, rồi cuối cùng là chúng ta sẽ nói về ý nghĩa. Tuy nhiên á, là trong cái bài viết cảm nhận của mình, nếu như em chỉ dừng lại ở cái mức độ là em kể lại cái chi tiết đó, hay là em kể lại về cái thái độ và hành động của bé Thu thôi, thì nó sẽ thiên về kể chuyện. Nên là sau mỗi lần mà em kể về cái thái độ và hành động của bé Thu thì mình cũng nên đan xen vào một vài câu để cảm nhận, để đưa vào những cái suy nghĩ và cảm nhận của bản thân mình về cái thái độ và hành động của bé Thu nha. Dạ vâng, vậy mà lúc phân tích thì mình có cần thêm cái đoạn mà ông Sáu đánh bé Thu không ạ? Có, Nhưng mà em không biết phải chèn em chèn nói mấy cái câu để mà cái đoạn văn mình nó không chỉ đơn thuần là kể về thái độ và hành động của bé Thu. thì tức là khi mà anh nói về cái thái độ của bé Thu trong cái bữa, trong cái bữa ăn đi ha, tức là thay vì là anh chỉ kể là trong cái bữa ăn ngày hôm đó thì ông Sáu có gấp cho nó một cái trứng cá, thì con bé nó lấy đũa nó xuôi nó soi vào chén và bất chợt nó hất cái cơm, hất cái trứng cá làm cơm văng tung tóe ra khỏi mâm á. Thì nếu như bạn nào mà bạn ấy chỉ nắm được kiến thức đó thôi, bạn ấy chỉ viết được cái phần đấy thôi, tức là bạn ấy đang chỉ kể lại cái dẫn chứng đó thôi và chấm câu hết. Thế nhưng mà nó sẽ thiên về kể này, nhưng mà để nó không thiên về kể thì em sẽ dừng lại là tại sao bé Thu lại kiểu khước từ cái sự quan tâm và khước từ cái tình yêu thương của ông Sáu một cách mãnh liệt đến như vậy. Em thấy rằng là cái đỉnh điểm của cái sự bướng bỉnh và ương ngạnh, em có thể nói một câu đó chính là đây là một cái chi tiết cho thấy đỉnh điểm của cái sự bướng bỉnh, cứng đầu và ương ngạnh của bé Thu. Và chúng ta đặt ra một câu hỏi là tại sao bé Thu lại khước từ một cách mạnh mẽ cái sự quan tâm và cái tình yêu thương của ông Sáu đến như vậy. Bởi vì chúng ta hiểu một cách là từ đầu đến cuối tác phẩm thì bé Thu không hề đón nhận và cũng không hề là đồng ý gọi ông Sáu là ba. Ông Sáu càng lại gần thì con bé nó càng xa lánh, ông Sáu càng yêu thương càng vỗ về thì con bé nó càng căm ghét. Và đây nó là cái giai đoạn kiểu bùng khởi trong cái cảm xúc của trẻ thơ, bởi vì là nó đã ghét ông Sáu rồi. Từ đầu đến cuối tác phẩm nó rất là căm ghét ông Sáu, nó căm ghét một cái người đàn ông xa lạ, căm ghét một cái người đàn ông xảo quyệt, nó không hiểu là vì một cái mưu mô nào đó mà nó không thể hiểu là tại sao nó nhất quyết không chịu gọi ông là ba, nhưng mà ông vẫn thể hiện cái tình yêu thương cho nó. Và nó càng không thể hiểu là tại sao kiểu mọi người không hiểu cho nó ấy, mà cứ bắt nó gọi ông là ba. Thì cái đỉnh điểm, cái chi tiết này nó được coi là cái đỉnh điểm của cái sự bướng bỉnh và ương ngạnh của bé Thu, và nó là một cái sự bùng khởi
trong cái tính cách và trong cái cảm xúc của trẻ thơ. Khi nó ghét ai rồi đó thì nó sẽ có một cái thái độ như vậy. Nó không thích, nó không cần cái sự quan tâm mà cần cái sự yêu thương của ông sáu. Nên là con bé nó có một cái hành động rất là bất ngờ, và đó chính là cái đỉnh điểm của cái sự bướng bỉnh, cứng đầu và ương ngạnh của em. Và đến đây đúng không? Chúng ta đọc cái chi tiết này nhá, thì có người sẽ cảm thấy rất là trách bé Thu. Tại sao bé Thu lại hô như vậy? Tại sao bé Thu lại hỗn như thế? Và người ta sẽ cảm thấy thương cho ông sáu nhiều hơn. Thương cho một người cha mà dành tất cả cái tình yêu thương cho con nhưng mà không được đón nhận. Hiểu ý này của anh không? Tức là nếu như chúng ta chỉ kể lại cái dẫn chứng đó thôi á, thì nó sẽ thiên về kể. Nhưng mà em nên dừng lại để chúng ta bàn luận thêm về cái dẫn chứng này, bàn luận thêm về cái chi tiết này. Thì đó là một cái để giúp chúng ta lấy điểm cao hơn khi mà viết văn nghị luận. Dạ vâng ạ. Có ai câu hỏi gì nữa không? Làm thế nào để phân tích cái chi tiết mà lúc mà bé Thu bị đánh thì nó không có khóc, không có quậy gì hết mà nó chỉ đi ra ngoài rồi người ta em xem Cái dây lò tỏa cho rõ ràng đúng không? dạ vâng ạ. Chúng ta cái việc mà tức là em có thể lấy lại luôn cái câu văn của nhà văn câu lấy lại luôn cái câu văn của người kể chuyện là bác ba ấy. Tức là khi mà con bé nó bị đánh đúng không, rất là bất ngờ ấy, trái ngược với cái suy nghĩ của người đọc và trái ngược với cái sự phán đoán của người kể chuyện là bác ba. Người ta nghĩ rằng là con bé nó sẽ phải khóc rất là lớn, nó phải hét lên đúng không, nó phải khóc to lên, rồi nó phải quẫy đạp giãy giụa vùng vằng. Thế nhưng mà rất là bất ngờ, bé Thu nó rất là lầm lì, nó lặng lẽ gắp lại cái trứng cá vào mâm rồi nó bỏ sang nhà ngoại. Thì ở đây á, cái việc mà con bé nó không khóc hay là cái việc mà con bé nó cứng đầu lầm lì á, thì nó cũng là một cái biểu hiện của cái sự cứng đầu của bé Thu. Tức là nó là con bé rất là cá tính á, một con bé rất là cá tính, một con bé rất lầm lì, một con bé rất là cứng đầu, bướng bỉnh và ương ngạnh. Thì cái việc mà nó không khóc, nó không giãy đạp, rồi nó không kêu toáng lên, nó kêu hét lên á, thì nó cũng xuất phát từ cái tính cách của bé Thu. Đó là một cô bé rất là bướng bỉnh, cứng đầu và ương ngạnh, thậm chí có cái phần lầm lì và đáo để. Và cái sự đáo để hơn nữa đó chính là khi nó chuẩn bị rời sang nhà ngoại thì nó còn cố ý khua cái dây lòi tói kêu dồn dập. Đến đây em có thể thấy rằng là mình có thể nhận xét như sau, đó là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, ông ấy là một nhà văn rất am hiểu cái tâm lý của trẻ thơ. Bởi vì chúng ta biết là lý do vì sao nó lại khua cái dây lòi tói kêu dồn dập nhỉ? Vì có biết lý do vì sao không? Để nó thể hiện cái sự phẫn nộ, cái sự bực tức của mình. Ồ, đúng rồi. Thứ nhất là nó thể hiện cái sự phẫn nộ, nó thể hiện được cái sự bực tức, nó đang rất là ấm ức ở trong lòng đó. Và tâm lý của trẻ thơ là như vậy đúng không? Khi mà nó không đạt được cái điều gì đó, khi nó không vừa ý một cái điều gì đó thì nó sẽ trút giận lên đồ đạc. Thì cái việc mà con bé Thu ấy nó khua cái dây lời tói kêu dồn dập, đó là một cách để em thể hiện cái sự bực bực tức, thể hiện được cái sự uất ức ở trong lòng. Thì cái chi tiết này nó là một cái chi tiết chứng minh rằng nhà văn Nguyễn Quang Sáng, ông ấy là một nhà văn rất am hiểu cái tâm lý của trẻ thơ. Khi mà chúng nó giận, khi mà chúng nó không đạt được cái điều gì như ý muốn thì nó sẽ trút giận lên đồ đạc. Và ở đây như vậy bé Thu nó đã trút giận lên cái cây rơi, lên cái dây lòi tói. Và còn có một lý do hơn nữa nha, nó cố ý khua cái dây lòi téo cây rộn ràng á, là nó muốn thông báo cho mọi người biết rằng là nó sắp đi đấy, để mà chạy ra dỗ dành nó. Thì cái chi tiết này nó thấy rằng là bé Thu là một cô bé rất đáo để đúng không? Một cô bé rất là cá tính, lầm lì, và nó đằng sau cái hành động khua cái dây lòi tỏa cơ dồn dập nó là có những ý nghĩa như vậy. Thứ nhất là nó thể hiện được cái sự bực tức, thể hiện được cái sự ấm ức ở trong lòng của bé Thu. Và thứ hai, nó còn giống như là một cái lời thông báo là nó chuẩn bị đi đấy để mọi người chạy ra dỗ dành nó, để mà chạy ra níu kéo nó ở lại á. Thì đó chính là một cái nét tâm lý rất là chân thực và dễ hiểu ở trẻ thơ đúng không?
nào không Vinh? Nhà rồi ạ. Anh ơi, em hỏi lần nữa. Ừ. Ý là nếu mà sau khi mình phân tích cái chi tiết là sao ta? Hồi nãy em hỏi gì vậy anh? À không. Ý là cái câu, tức là sau khi phân tích hành động của bé Thu xong rồi, anh nói là mình sẽ chêng vào đấy một cái câu kiểu bé Thu liệu có phải là một đứa trẻ hư hay không? Rồi mình làm sao mình lồng vào chi tiết mà con bé lại khua rộn rã cái dây xong rồi bỏ sang nhà bà ngoại vậy anh? Kiểu em sợ là nếu mà viết không được thì nó bị cứng quá nó. Thì tức là không phải là có một cái mà chúng ta cần phải linh hoạt nhá. Tức là không phải là em cứ viết một cái chi tiết này thì em sẽ bàn luận, em cứ viết một cái chi tiết thứ hai thì em sẽ bàn luận. Tức là mình sẽ không làm theo kiểu máy móc như vậy, mà em chỉ nên bàn luận vào những cái chi tiết nào đắt giá thôi. Tức là cái chi tiết nào nó thực sự đắt giá ấy, cái chi tiết nào mà nó thực sự là ấn tượng, nó thể hiện được cái tính cách của nhân vật, thì mình sẽ bàn luận sâu hơn vào cái chi tiết đó thôi. Chứ không phải là ví dụ như là gặp ông Sáu ở bến xuồng thì chúng ta cũng bàn luận, hay là gọi ông Sáu vô ăn cơm, kiểu vô ăn cơm, cơm chín rồi á, thì em cũng bàn luận. Ủa, ai đang trên đường về vậy? Một bạn đang đi xe đạp điện hay sao đó. Đó, tức là ví dụ như em đang dẫn dắt đến cái chi tiết là ở trong cái bữa cơm đúng không? Khi em dẫn dắt đến cái chi tiết là ở trong bữa cơm thì con bé nó hất cái trứng cá làm cơm văng tung tóe. Rồi em còn nói thêm đó chính là nó bỏ sang nhà ngoại, và trước khi bỏ đi thì nó còn cố ý khua cái dây lói tói kêu rộn ràng. Em chấm câu, sau đó em dừng lại, em nhận xét rằng là cái chi tiết này đã chứng tỏ rằng nhà văn Nguyễn Quang Sáng, ông ấy là một người rất am hiểu cái tâm lý của trẻ thơ. Đằng sau cái hành động khua cái dây lói tói kêu rộn ràng đó, chúng ta còn cảm nhận được một cái thái độ bực tức, uất ức ở trong lòng của bé Thu, và nó còn như muốn thông báo với mọi người rằng là nó đang chuẩn bị đi đấy để mọi người chạy ra dỗ dành và vỗ về nó. Thì chứng minh, tức là điều đó đã cho thấy rằng bé Thu là một cô bé rất đáo để đúng không? Một cô bé rất là cá tính. Đó. Hiểu các anh nói không? Hiểu các anh viết không? Dạ vâng. Tức là em cứ dẫn dắt một cách tự nhiên thôi nhá. Tức là khi em đang nói, tức là khi em đang dẫn dắt, khi em đang kể về cái thái độ và hành động của bé Thu đó rồi. Em kể xong rồi ha. Rồi em sẽ chấm câu. Em mới dùng những cái từ ngữ liên kết á. Cái chi tiết này, cái chi tiết mà con bé Thu nó khua cái dây lòi thòi kêu rộn rã, hay là cái chi tiết mà nó hất cái trứng cá làm cơm văng tung tóe, bị đánh nhưng mà nó không khóc, thì nó thể hiện cái gì? A, B, C, X, Y, Z. Em liệt kê ra. Vậy thì mình có cần nêu suy nghĩ về cái việc mà con bé nó hất cái trứng cá ra ngoài mâm mà. Có, em biết cũng được. Em biết Tức là cũng lồng lồng hai hành động vào một câu kiểu phân tích và thân nêu suy nghĩ ạ. lồng em lồng cả hai cũng được. Cái quan trọng nhất đó, À, quan trọng nhất đó chính là em thử viết đi. Tức là chúng ta đang có rất nhiều nỗi sợ ấy. Em đang sợ rằng là em viết cái câu này nó có hợp lý không? Em sợ rằng là em viết như vậy nó có đúng không? Nó có mạch lạc không? Nó có tự nhiên không á? Tức là chúng ta đang có rất nhiều nỗi sợ. Và cái nỗi sợ đó nó sẽ khiến, tức là nó hạn chế chúng ta rất nhiều thứ ấy. Nên là em cần phải vượt qua cái nỗi sợ đó, tức là mình không nghĩ nhiều nữa. Mình không sợ là mình sẽ không nghĩ là mình sợ rằng cái điều đó nó có đúng không, cái điều đó nó có hợp lý không, cái viết cái đó nó có tự nhiên không. Thì anh cần em hãy thử viết đi. Em cứ thử viết đi, em đọc lại cái phần viết của mình xem nó đã hợp lý chưa. Nếu như em cảm thấy chưa hợp lý, em cần một cái người khác để xem giúp em cái phần đó, thì em có thể gửi cho anh cũng được. Hiểu ý này của anh không Diễm? anh có. Không chỉ là không chỉ là cái việc viết môn văn đâu, thực sự là anh viết email anh cũng sợ. Kiểu anh viết email bằng tiếng Anh cho anh phải gửi cho sếp á, thì anh cũng rất là sợ. Và thực tế là chúng ta sẽ có rất nhiều cái nỗi sợ như vậy. Nhưng mà nếu như mình để cái nỗi sợ nó quá lớn á, thì nó sẽ hạn chế đi rất nhiều cái khả năng của chúng ta. Nên là mình phải thử làm. Mình phải thử làm thì mình mới biết là mình có sợ nó hay không, đúng không? Và nếu mà em cần có một cái sự giúp đỡ từ ai đó, thì em có thể chia sẻ là tôi rất cần cái sự giúp đỡ của bạn.
thì bạn có thể xem giúp tôi cái này không, bạn có thể check giúp tôi cái này không. Đó, thì đó chính là cách mà chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ở trong cuộc sống ha. Cái này các bạn trả lời được không? Nêu vai trò của nhân vật trong hiện thể hiện chủ đề và tư tưởng của truyện ngắn đó. Các em có làm được không? Em vẫn chưa hiểu khúc đó. Nhân vật bé thua có phải là nhân vật chính không? Có. Bây giờ các bạn cần phải trả lời cái câu hỏi số 2 trước thì em mới trả lời được câu hỏi đầu tiên. Tức là mình sẽ có hai câu hỏi này. Khi em đọc cái câu văn này ha, em sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó chính là vai trò của nhân vật là gì? Và cái nhân vật này có góp phần thể hiện cái chủ đề và tư tưởng của truyện ngắn hay không? Mình có hai câu hỏi này ha. Thế thì em muốn trả lời được câu hỏi số 1, em cần phải trả lời được câu hỏi số 2 trước đã. Cái chủ đề và tư tưởng của truyện ngắn này là gì nhỉ? Anh có thể đặt lại hai câu hỏi đó để em muốn ghi cái phần đấy vào. Đây, em sẽ thêm cái vai trò của nhân vật là gì? Vâng. Và chủ đề và tư tưởng của truyện ngắn là gì? Vâng ạ. Ngọc anh Ngọc, trả lời giúp anh cái câu hỏi thứ hai trước hả? Cái chủ đề của truyện ngắn là gì nhỉ? Em muốn biết chủ đề tư tưởng nghĩa là gì vào đâu? Nhìn vào nội dung của sách giáo khoa. Mình muốn biết chủ đề và tư tưởng của tác phẩm thì mình sẽ nhìn vào ghi nhớ và sách giáo khoa đúng không? Ngọc mở lại cái phần ghi nhớ sách giáo khoa nha Ngọc. Học thấy không Ngọc? Dạ mà. Thấy không? Nó đã thể hiện thật cảm động tìm cha con sâu sắc và cao đẹp trong cảnh ngộ hôm nay với các em. Cái chuyện ngắn này nó đã ca ngợi cái tình phụ tử thiêng liêng và sâu nặng của bé Thu và ông Sáu trong cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh đúng không? Thế thì nhân vật bé Thu này có góp phần thể hiện cái nội dung tư tưởng đó không? Và nó góp phần thể hiện như thế nào? Nó góp phần thể hiện như nào nhỉ? Đầu tiên nhá, anh sẽ có hai keyword cho các bạn. Đó là, thứ nhất đó chính là cái tình cha con, tình phụ tử thiêng liêng. Sâu nặng. Và thứ hai là cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh đúng không? Cái câu văn đó rất là dài nhưng mà mình sẽ học theo keyword, đó chính là hai cái từ khóa này. Vậy thì câu hỏi tiếp theo này, bé Thu có góp phần thể hiện cái tình phụ tử thiêng liêng và sâu nặng không? Và nó biểu hiện như thế nào? Bé Thu có cái tình phụ tử thiêng liêng, có cái có phần thể hiện tình phụ tử thiêng liêng trong câu chuyện này, nó được thể hiện qua các hành động của bé Thu như là chúng ta đã phân tích ở bên trên ạ. Em có thể là đến đây á, nó sẽ giống như một câu văn nhận xét đó. Em có thể thấy rằng là
qua hai cái luận điểm mà chúng ta vừa phân tích ở trên đúng không? Một là trước khi nhận ra ông 6 là 3 và hai là sau khi nhận ra ông 6 là 3. Em có thể thấy được là gì nhỉ? Em có thể thấy được là đó là hai cái thái độ nó đối lập và nó trái ngược nhau. Đúng không? Một bên là căm ghét và xa lánh ông 6, còn một bên là thể hiện một cái tình cảm rất là quấn quýt và yêu thương ông 6. Rõ ràng là hai cái thái độ và hành động ở hai cái giai đoạn này nó là hai cái thái độ và hành động trái ngược và đối lập nhau. Nhưng nó lại nhất quán ở trong cái tình cảm mà em dành cho ba. Đó là một cái tình yêu thương vô cùng cảm động, vô cùng sâu nặng và vô cùng thiêng liêng mà em dành cho người ba yêu quý của mình. Bởi vì là đằng sau cái thái độ bướng bỉnh, cứng đầu và ương ngạnh của bé Thu, chúng ta cũng cảm nhận được cái tình yêu thương ba của em. Và trong cái giờ phút lên đường chuẩn bị chia tay ông Sáu thì em cũng đã thể hiện cái tình yêu thương ba vô cùng mãnh liệt và vô cùng cảm động của mình. Nên là cả hai cái giai đoạn mặc dù là nó là hai cái thái độ, hai cái hành động trái ngược nhau nhưng nó đều nhất quán ở trong nhau, trong cái tình cảm mà Thu dành cho ba của mình. Và đó là một cái tình cảm rất là trong sáng, rất là hồn nhiên, chân thành, yêu thương và mãnh liệt. Đúng không? Vậy thì chúng ta đã thấy được cái vai trò nhân vật trong cái việc thể hiện cái tình phụ tử thiêng liêng và sâu nặng chưa? Có thấy rồi. Đấy là cách mà chúng ta viết nhá. Ok, xong cái ý này này. Và thứ Nhưng mà hai. anh hỏi em vẫn từ nãy giờ anh nói em vẫn chưa hiểu, có nghĩa là em vẫn chưa cô đọng lại được cái kiến thức của nó, Kiến thức em vẫn nào? chưa hiểu rõ lắm. Kiến thức nào? Có nghĩa là cái cả cái phần này luôn ấy, có nghĩa là cả cái câu hỏi này luôn. Câu hỏi nào? Câu hỏi nào? Câu hỏi vai trò nhân vật đấy hả? Vâng, anh nói khái quát lại đi anh. Đây. Anh nói ngắn anh nói ngắn gọn lại nhất có thể. Đây nhá, thứ nhất này. Vâng. Em trả lời được câu hỏi đầu tiên này, chủ đề tư tưởng của chuyện là gì? Là ca ngợi cái tình phụ tử thiêng liêng sâu nặng giữa mẹ cô và ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh đúng không? Lại được không ạ? Vâng. Đây, tình phụ tử. Ngắn gọn hơn đúng không? Một là tình phụ tử. Em bỏ cái từ này đi thôi. Trời ơi, em có một kỹ năng là chính là em bỏ từ ngữ thôi. Một là tình phụ tử. Hai là éo le của chiến tranh. Đấy là tư tưởng và chủ đề của tác phẩm nhá. Thế thì bé Thu có góp phần thể hiện cái nội dung này không? Câu trả lời là có. Bởi vì nhân vật bé Thu là một nhân vật chính ở trong tác phẩm. Và anh gợi ý này. Em nhận xét về thái độ ở hai giai đoạn. Và thứ hai là nó nhất quán trong tình cảm hoặc là đối lập đúng không? Em có thể nói là đối lập nhưng mà nhất quán ở trong tình cảm dành cho ba. Và nhân vật bé Thu cũng là một cô bé có tình yêu thương ba nên nó thể hiện cái nội dung và tư tưởng của tác phẩm này. Thứ hai nhá, cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh á. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích rõ cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh ở nhân vật bé Thu này ha. Mình có thấy được cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh đối với một đứa bé như bé Thu không nhỉ? Nhưng em vẫn chưa hiểu cái vai trò của nhân vật anh nói là gì. Ồ, cái vai trò của nhân vật đó chính là nó góp phần. Tức là bé Thu là nhân vật chính của tác phẩm đúng không? Và bé Thu Vâng. yêu thương ba không? Có. Có được. Xong rồi. Vâng. Tức là đây là một nhân vật chính của tác phẩm đúng không? Và bé Thu đã thể hiện cái tình yêu thương ba vô cùng cảm động và vô cùng mãnh liệt của mình. Đó là vai trò của nhân vật rồi. Thứ hai nhá, cái éo le của chiến tranh. Chúng ta thấy được cái sự éo le của chiến tranh qua nhân vật bé Thu này là gì nhỉ? Ngọc trả lời tiếp được không Ngọc? Cái éo le của chiến tranh qua bé Thu là gì nhỉ? Dạ.
8 năm sau. Tức là 8 năm đúng không? Kiểu em không được gặp cha, em không được sống trong cái tình yêu thương, cái sự quan tâm của người cha của mình đúng không? Rồi sau đó là gì nhỉ? Là do chiến tranh gây ra nên ông Sáu mới có vết sẹo trên mặt. Và cái hậu quả của chiến tranh đúng không? Cái hậu quả của chiến tranh đó chính là để lại cái vết sẹo ở trên mặt đã khiến em không thể nhận ra ba của mình. Em sẽ nói kỹ hơn nhá, là em đã bỏ lỡ mất 3 ngày quý giá ở bên cạnh ba, rồi em đã kiểu đối xử với ba một cách rất là vô tâm á, lạnh lùng và khiến cho người ba của mình bị tổn thương đúng không? Đó, thì đây cũng là cái hậu quả của chiến tranh đã khiến cho em không nhận ra ba của mình. Còn gì nữa không? Rồi cuối cùng, trong cái giây phút mà hai cha con nhận ra nhau thì tiếp tục chiến tranh lại làm gì nhỉ? Là tước mất sinh mệnh của ông sau. Đầu tiên nó chính là chiến tranh, nó lại tiếp tục chia cách hai cha con. Đó là cái buổi sáng chia tay trước khi ông Sáu lên đường á. Chiến tranh lại tiếp tục chia cách hai cha con. Và cuối cùng đó chính là chiến tranh đã cướp đi tính mạng. Sáu. Tức là cái lần mà hai cha con nhận ra, cái lần mà hai cha con nhận ra nhau đó là cái lần đầu tiên và cũng là cái lần cuối cùng. Thì đây chính là những cái tội ác. Ở trong tác phẩm này người ta không nói nhiều về tội ác của chiến tranh, nhưng với những cái gì mà tình cảm phụ tử thiêng liêng này đặt trong cái hoàn cảnh chiến tranh, đặt trong cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh, thì chúng ta có thể cảm nhận được những cái hy sinh, những cái mất mát mà biết bao nhiêu con người Việt Nam, đất nước Việt Nam đã phải trải qua. Và chiến tranh ở đây đã khiến cho con không nhận ra cha, chiến tranh ở đây đã khiến cho gia đình chia cắt, và chiến tranh còn cướp đi cái tính mạng của người ba mà em hằng yêu quý. Cái lần đầu tiên mà hai cha con nhận ra nhau cũng là cái lần cuối cùng mà họ được ở bên cạnh nhau, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau đó. Thì đấy là cách mà chúng ta sẽ nói về cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Tức là sau khi mà em phân tích về nhân vật xong hết rồi, em sẽ nhận xét cho anh là nhân vật này có vai trò thể hiện cái tư tưởng của chủ đề của tác phẩm hay không. Thì mình sẽ dựa vào hai keyword, một là tình phụ tử và hai là éo le của chiến tranh. Rồi, đấy là cách mà chúng ta sẽ làm cái ý thứ tư này ha, là về vai trò nhân vật trong việc thể hiện tư tưởng và chủ đề của tác phẩm. Hiểu không này? Dạ có. Ngọc đã hiểu chưa Ngọc? Dạ em hiểu rồi. Ồ, xong rồi em, bạn nào mà muốn lấy điểm cao hơn nhá, em nên nâng cao cái phần này này. Em có thể nâng cao cái phần này. Tức là con người Việt Nam đã tức là chúng ta đã trải qua rất nhiều những mất mát và đau thương, nên là kiểu không ai có thể thấm thía hơn những cái đau thương mất mát mà chúng ta đã từng trải qua, nên là chúng ta rất kiểu rất quý trọng hòa bình và hiểu được cái đau thương mất mát của chiến tranh, và từ đó chúng ta biết quý trọng hòa bình, biết quý trọng những cái tình cảm mà mình đang có đúng không? Đó là cách mà em có thể nâng cao hơn ở cái hiện thực xã hội. Tức là có một câu nói rất là hay nhá, có một cái câu triết lý rất là hay, đó chính là chỉ khi mà chúng ta mất đi một cái điều gì đó thì chúng ta mới cảm thấy cái điều đó là cái điều quan trọng. Đúng không? Chỉ khi mà, tức là khi mà chúng ta đang có cái nó rồi thì có thể là chúng ta không biết trân trọng cái điều đó, chúng ta không biết trân trọng những cái điều đang có. Và chỉ khi chúng ta mất đi một cái điều gì đó ở trong cuộc đời của mình thì mình mới cảm thấy rằng nó mới là cái điều quan trọng. Nên là cái bài học của chúng ta ấy, đó chính là hãy biết quý trọng cái tình cảm hiện tại hơn, hãy yêu thương nhiều hơn những người thân của mình, yêu thương nhiều hơn những cái người mà là người thân của mình, rồi chúng ta cần phải quý trọng hơn và yêu thương nhiều hơn cái cuộc sống hòa bình mà mình đang có. Đó, đó là một cái để em có thể nâng cao hơn ở trong cái bài viết của mình không? Nó không chỉ dừng lại ở cái việc là
em nói về bé Thu, em nói về ông Sáu nữa, mà nó sẽ đi nhiều hơn là cái tác phẩm này nó để lại trong em cái bài học gì. Cái tác phẩm này khi mà nó kết thúc thì nó để lại cho chúng ta những cái ấn tượng gì ở trong cuộc sống ngày hôm nay. Đợi em một xíu nhá. Alo. Được chưa? Cả lớp mình hiểu ý này không? Em hiểu rồi ạ. Anh ơi, anh có thể nhắc lại cái bài học mà chúng ta rút ra được không? Là có phải trân trọng cuộc sống hòa bình gì không? Đợi anh tìm cái câu chính xác coi là câu gì. Đây, có một câu nói rất là hay, đó chính là có những thứ phải đến khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. Có những thứ nhá, phải đến khi mất đi rồi thì người ta mới trân trọng. Hay là người ta thường không nhận ra tình yêu đó quan trọng như thế nào cho đến khi nó mất đi. Tức là đại loại là, đấy là một câu nói rất là hay, em có thể đưa bài viết của mình. Đã có người từng nói rằng là có những thứ phải đến khi mất đi rồi thì người ta mới trân trọng. Hoặc là người ta thường không nhận ra tình yêu đó quan trọng như thế nào cho đến khi nó mất đi. Thì ở đây ấy, nó giống như một cái bài học cho chúng ta, đó chính là chúng ta nên trân trọng những cái tình cảm hiện tại, nên yêu thương nhiều hơn những người thân của mình. Và tức là chúng ta đã thấu hiểu đủ tất cả những cái đau thương, thấu hiểu đủ tất cả những cái hy sinh mất mát của chiến tranh mang đến cho bao nhiêu con người, mang đến cho bao nhiêu gia đình. Và ngày hôm nay á, khi mà chúng ta sống trong cuộc sống hòa bình và tự do, đúng không, thì chúng ta càng phải biết quý trọng và giữ gìn nhiều hơn cái hòa bình mà chúng ta đang có. Mà em tưởng cái phần rút ra kết luận này là mình phải cho xuống kết bài cho em. Em muốn viết ở đâu cũng được, đâu quan trọng nó phải ở kết bài, đâu quan trọng nó phải ở cái phần phân tích chứng minh đâu. Cái quan trọng nha, cái quan trọng không phải nó nằm ở đâu, mà cái quan trọng là em viết nó như thế nào. Không quan trọng là nó phải viết ở cái bài đâu, mình muốn viết ở đâu mà chả được, miễn là chúng ta rút, mình có, sau khi đọc cái câu chuyện này xong á, thì có rất nhiều người đặt câu hỏi là cái văn học khi mà nó kết thúc thì nó có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta không. Khi mà chúng ta gấp lại trang sách á, thì cái điều mà nó động lại, cái điều gì nó sẽ động lại ở trong lòng người đọc, và nó có để lại cho chúng ta một cái bài học gì hay không? Thì câu trả lời là luôn luôn có. Đó là khi mà chúng ta hiểu được cái tác phẩm này, hiểu được cái nội dung và tư tưởng ấy, thì mình sẽ hiểu là cái bài học, tức là cái tác phẩm này nó luôn luôn để lại cho chúng ta một cái suy nghĩ nào đó. Nó có thể là thay đổi nhận thức, thay đổi tình cảm, và nó sẽ để lại cho chúng ta một cái bài học để mà chúng ta biết yêu thương nhiều hơn và trân trọng cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Tưởng như vậy. Đó, thì đấy là một gợi ý của anh để em có thể viết được bài không? Rồi. Ok, cuối cùng là gì nhỉ? Mình sẽ đánh giá khái quát về thành công về nghệ thuật, đúng không? Thì đây này, nó lại quay trở về với năm kiến thức cơ bản thôi. Kiến thức đầu tiên đó chính là tình huống chuyện. Kiến thức thứ hai là ngôi kể. Thứ ba là hình thức ngôn ngữ. Và thứ tư là miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật. Ở trong cái tác phẩm này á, em có thấy hình thức ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều không nhỉ? Nó là một cái từ khóa một, nó không phải từ mới đâu, nhưng mà nhiều bạn không biết đó. Hình thức ngôn ngữ là gì? Cô đơn à? Cô đơn à? Cô đơn phải không? Không phải, hình thức ngôn ngữ không phải là câu đơn.
Hình thức ngôn ngữ nó sẽ là đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. Nhưng mà ở cái bài này chúng ta không thấy nhiều cái phần độc thoại với độc thoại nội tâm đúng không? Mà chúng ta thấy nhiều hơn thì ngôn ngữ đối thoại. Thì cái bài này em có thể bỏ qua hình thức ngôn ngữ cũng được. Tuy nhiên có những cái bài mà người ta kể, ví dụ như là bài về ông hai đi không? Bài về ông hai hay là bài về Phương Định, thì chúng ta gặp rất nhiều những cái ngôn ngữ độc thoại và độc thoại nội tâm. Thì đó là một cái để em có thể bổ sung thêm cái phần đánh giá thành công về nghệ thuật của tác phẩm ha. Còn cái miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật thì rõ ràng là chúng ta thấy được ở nhân vật Bé Thu rồi. Là là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, ông ấy đã rất thành công trong cái việc là miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật, miêu tả những cái tính cách điển hình của trẻ thơ. Và điều đó chứng tỏ rằng nhà văn Nguyễn Quang Sáng là một người rất yêu quý, rất trân trọng và hiểu cái tâm lý của trẻ thơ. Còn tình huống chuyện và ngôi kể là hôm trước mình học rồi không? À, còn có một điều đặc biệt nữa là cái tác phẩm này nó mang cái màu sắc Nam Bộ. Có rất nhiều những từ ngữ địa phương á, nó mang cái màu sắc Nam Bộ. Bởi vì là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, ông ấy là người sinh ra lớn lên và chiến đấu ở trên chiến trường Nam Bộ. Và tất cả những cái sáng tác của ông thì đều xoay quanh cái con người. Tức là đều xoay quanh cái con người và cuộc sống ở Nam Bộ, kể cả là khi chiến tranh lẫn là sau hòa bình. Nên là đọc cái tác phẩm này chúng ta có thể thấy là nó mang đậm cái màu sắc Nam Bộ ở trong cái ngôn ngữ, ở trong cái hành động, cũng như là ở trong cái tình cảm của nhân vật. Đó, đó là cách mà mình có thể chém gió. Tức là ngày xưa ấy, có một cách để anh học văn, đó chính là anh không cần phải học thuộc cái gì nó quá nhiều đâu. Đó là anh cứ có một câu hỏi ấy, mà mình cứ chém gió ra, miễn sao nó phù hợp với bài viết của mình là được. Nếu mà em không biết cái gì, em cứ vin vào cái thông tin về tác giả. Bởi vì em biết là tác giả ông ấy là người sinh ra lớn lên và chiến đấu ở trên chiến trường Nam Bộ. Và kể cả là trong chiến tranh nữa là sau hòa bình, thì ông kiểu các sáng tác của ông thì đều thể hiện được cái sự am hiểu gắn bó, cộng như là việc ông ấy biết nhiều về con người và cuộc sống của Nam Bộ. Nên là cái tác phẩm này chúng ta cũng thấy rằng là nó mang nhiều cái màu sắc Nam Bộ, kể cả là trong lời ăn, tiếng nói, kể cả là trong cái cách xưng hô, lẫn như là tính cách của nhân vật. Đó là cách để chúng ta có thể viết được cái đoạn nói về thành công về nghệ thuật rồi. Ôi dồi, hãy viết lên cái anh xin một cái tờ này rồi. Để xóa bớt đi mới được. Ok, các em ghi xong cái phần này chưa? Có ai câu hỏi thắc mắc gì khác không? Nếu mà không có ai có câu hỏi thắc mắc gì khác, xoay một nút like để anh biết nhé. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần luyện đề. Ok, mình sẽ chuyển sang cái phần luyện đề nha. Cố gắng là các em học xong cái bài này rồi á, thì thỉnh thoảng mình vẫn phải mở ra xem lại nhá. Em có thể xem bất cứ lúc nào, trong cái lúc mà em kiểu đang đi tắm hay là đang đi trên đường. Tức là đừng có kiểu là đi trên đường mà kiểu nghĩ về văn nhiều quá mà chúng ta bị đâm sầm vào người khác nhá. Tức là ngày xưa anh có một cái thói quen, đó chính là anh sẽ học bài mọi lúc mọi nơi. Tức là cái lúc nào mà anh không phải làm cái gì á, cái lúc nào mà anh đang để tâm hồn của mình đang bị trống, thì anh sẽ nhẩm lại cái kiến thức của bài học đó. Ví dụ như anh đang đánh răng thì anh cũng ôn lại bài. Hoặc là anh có một cái thói quen, đó chính là anh cần phải ôn lại bài xong thì anh mới được ăn cơm, hay là anh cần phải ôn lại bài xong thì anh mới được đi chơi chẳng hạn. Tức là mình sẽ luôn đưa ra cho mình một cái rule, một cái luật để mình theo đuổi cái điều đó. Nên là sau khi mà em học xong cái kiến thức này rồi, không phải là học xong thì em sẽ nhớ mãi được đâu, có thể là sau này mình sẽ quên nữa. Nên là thỉnh thoảng mình vẫn cần phải mở ra để xem lại kiến thức nha. Ok. Rồi, các bạn, anh đã share cho cả lớp mình tất cả những cái đường link để em có thể truy cập vào cái lịch học của tháng 4 rồi. Em có thể bấm vào đây để xem tất cả những cái tài liệu mà anh đăng lên ở đây ha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái câu hỏi, làm cái đề thi thử liên quan đến tác phẩm Chiến lược ngàn này. Ở đây thì anh có liệt kê ra khoảng
5 đề. Trong đó có 3 đề thì sẽ bám sát vào cấu trúc của Hà Nội với lại Hải Phòng. Còn cái đề số 4 và đề số 5 ấy, thì nó sẽ phù hợp với những bạn viết bài văn. Nhưng mà chúng ta cũng cùng xem qua luôn nhé, bởi vì đây là kiến thức mà chúng ta đều có thể sử dụng ở trong bài thi. Cả lớp mình sẽ nhìn vào cái đề số 1 này. Anh sẽ cho cả lớp mình khoảng 3 phút để ngồi đọc cái đề số 1 này trước ha. Sau đó khoảng 3 phút nữa anh sẽ quay trở lại để mà chữa cho các em từng câu ở cái đề số 1 này. Ok, được rồi. Mình sẽ comeback trở lại nhá. Câu số 1 là đang trả lời giúp anh câu số 1 nha Nam. Nam ơi Nam. Tôi. Alo, Ồ, em nghe trả rõ này. lời Duyên chơi chữ lực Nga được sáng tác vào nó tên thì em qua lại sạch đi đã. Ồ, buổi thứ năm Nam không học ở Nam. Ồ, hình như buổi Dạ năm không không ạ. học. Bữa thứ năm em có lịch trúng ạ. Ừ. Chữ lực Nga được viết vào năm 1966 Ừ. ạ. Nhân vật anh trên câu chuyện đó là cái chú Sáu. Chú sáu hả? Mình có gọi là chú sáu không? Mình gọi là anh sáu hoặc là ông sáu nha. Sáu Ờ, anh một là anh, hai là ông, chứ mình không gọi là chú sáu nha. Nhân vật đấy đang ở trong hoàn cảnh đó là trong chiến tranh ạ. Nhưng mà em không trả lời cách ngắn gọn như vậy được. Em không trả lời là ông ấy đang trong hoàn cảnh chiến tranh được. Em trả lời như nào nhỉ? Đang trong thời kỳ đi lĩnh chiến tranh bảo chiến tranh Mỹ à. No. Ở đây ạ, em đọc lại ngữ liệu của đề bài nha. Tức là chúng ta không nói là nhân vật của mình một cách ngắn gọn như vậy được. Ở trong cái hoàn cảnh mà anh muốn em cần phải nói rõ hơn cái hoàn cảnh của nhân vật. Nhìn vào ngữ liệu của đề bài nhá. Anh ấy bị một cái viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực và trong cái giờ phút cuối cùng không còn đủ sức trăn trở lại điều gì. Hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Thì đây là cái hoàn cảnh nào của nhân vật nhỉ? Khi mà ông Sáu quay trở về chiến trường đúng không? Tức là cái đoạn này nói về cái đoạn mà ông Sáu quay trở về chiến trường thì trong một cái trận càn của quân Mỹ ngụy, trong một cái trận Thì càn của quân Mỹ ngụy thì không may thì ông ấy đã ông bị bị bắn một cái viên đạn bắn bắn vào ngực đúng không, dạ và
chưa kịp trao cho con, tức là chưa kịp trao chưa được cho Nga. Con được Nga thì ông ấy đã phải hy sinh. Và giáo chưa được Nga cho đồng đội mà được thì... Đó, tức là nếu các bạn trả lời câu hỏi là nhân vật của mình ấy đang ở trong cái hoàn cảnh chiến tranh, tức là hay là đang ở trong cuộc kháng chiến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, không phải nó sai, nhưng mà nó sẽ chưa đủ để em có thể lấy điểm cao ở cái câu hỏi này, và nó cũng chưa hợp lý ở cái câu hỏi này, nên là chúng ta cần phải bám sát vào ngữ liệu để mà trả lời là nhân vật này đang ở trong cái hoàn cảnh nào ha, là ở trên chiến trường thì trong một cái trận càn của quân Mỹ Ngụy thì không may ông Sáu đã bị một cái viên đạn bắn trúng vào ngực, và trong cái giờ phút cuối cùng đó thì ông đã dồn tất cả cái sức lực cuối cùng của mình vào cái việc là đưa tay vào túi để móc cái cây lược đưa cho người bạn chiến đấu là bác Ba để trao lại cho bé Thu, đúng không? Hoặc là em có thể nói ngắn gọn hơn, đó là ông đã chưa kịp trao cho con cây lược thì ông đã phải hy sinh. Đấy là câu số 1 ha cả lớp. Rồi, câu số 2 này. Tại sao sau khi tôi nói sẽ mang về trao tận tay cho cháu thì anh mới nhắm mắt đi xuôi? Đợi anh một xíu nhé, để anh ra ngoài lấy nước đã. Nói từ nãy giờ mà chưa cung nước nào. Ok, mình come back trở lại với câu số 2 nhá. Thì Diễm sẽ trả lời sang câu số 2 nha Diễm. Em đọc câu hỏi nha. Hai, tại sao khi tôi nói sẽ mang về trao tận tay cho cháu, anh mới nhắm mắt xuôi đi? Dạ, em thưa anh là tại vì ông sáu luôn ý em là sao ta, ý là cái món quà chiếc lược ngà đấy luôn là ngày mà ông sáu định là sẽ đưa cho con, một phần là bởi vì ông đã lỡ đánh con, hai là ông muốn đấy cũng là ngày hẹn ước mà cha con ông được gặp nữa, cho nên là em trả lời khi mà em trả lời này đầu dòng đi. Đầu tiên nha, ông Sáu đã làm cây lược xong chưa? Làm xong rồi đúng không? Ồ, và khi làm xong cây lược thì ông ấy mong cái điều gì? Mong được tận tay đưa trao cho con. Ồ, khi mà làm xong cái cây lược ngà đúng không? Thì ông Sáu rất mong được gặp lại con này. Thứ nhất là rất mong được gặp lại con và trao tận tay cho con cây lược đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng cái điều đó có thực hiện được không? Không đúng không? Nó không thực hiện được. Và tại sao là ngay sau khi người đồng đội nói là tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu thì anh mới nhắm mắt đi xuôi? Tại vì đấy là cái món quà mà ông Sáu đã đặt hết tâm tư của mình vào ạ. Và đơn phần là cái món quà đấy cũng là một cái dụ để xoa dịu đi cái nỗi gọi là ân hận vì đánh con nữa. Không, từ em đang trả lời theo cái ý là cái chiếc lược ngà nó có ý nghĩa gì với ông Sáu rồi. Em đang trả lời nhằm sang cái ý là cái chiếc lược ngà nó có ý nghĩa gì với ông Sáu rồi. Thì nó sẽ không đúng với câu hỏi là tại sao ngay sau khi mà nghe cái câu nói của người đồng đội thì ông ấy mà nhắm mắt đi xuôi á. Vì biết là chiếc lược ngà sẽ được trao cho con à? Ừ, đúng rồi. Tức là chỉ khi mà ông biết chắc chắn rằng khi mà ông ấy biết chắc chắn rằng là cái chiếc lược ngà ấy sẽ được người bạn đồng đội của mình trao tận tay cho con đúng không? Thì ông mới cảm thấy yên tâm. Ông mới cảm thấy yên tâm, ông mới cảm thấy yên lòng và nhắm mắt đi xuôi. Đơn giản là như vậy thôi. Tức là em hiểu là ông ấy đã dành tất cả cái tình cảm của mình để... Ông ấy đã... Thứ nhất này là ông ấy đã dành tất cả cái tình cảm của mình vào cái việc làm cây lược.
Và khi làm xong cây luộc thì ông Sáu rất mong được gặp lại con và trao tận tay cho con cây luộc. Nhưng cuối cùng á, nhưng vì hoàn cảnh đúng không? Nhưng vì hoàn cảnh hay là nhưng vì hoàn cảnh éo le của chiến tranh? Nhưng vì hoàn cảnh éo le của chiến tranh, ông đã không thể trao cho con cây luộc như mình mong muốn. Và chỉ khi mà người đồng đội, đồng ý sẽ thay ông, chỉ khi mà người đồng đội sẽ đồng ý sẽ thay ông trao cây luộc cho bé Thu, thì ông mới cảm thấy, thì ông mới yên tâm và yên lòng để mà nhắm mắt đi xuôi. Đó không? Hiểu đến đây chưa? Tức là các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng là các bạn sẽ rất là thổ dài dòng á. Nhưng mà chúng ta trả lời đúng trọng tâm để người ta có thể hiểu được cái lý do là được. Thì cách trả lời ngắn gọn là như vậy. Sao để đúng trọng tâm vậy anh? Là em phải hiểu đã. Em nói em phải hiểu. Thứ nhất nhá, nó sẽ có hai cái điều á, là em nói em phải hiểu cái điều mình nói đã. Và em phải kiểm tra xem là cái điều mình nói đấy nó có khiến cho người khác hiểu không. Hiểu không Diễm? Tức là đây là một, nó là một kỹ năng rất là dài á, để mà chúng ta phải luyện tập nhiều hơn. Tức là khi mà học văn hay là khi dạy văn cũng thế thôi, kiểu thầy cô nói rất là nhiều nhưng cuối cùng mình có hiểu không? Tức là bản thân mình phải hiểu đã thì mình mới có thể giúp học sinh mình hiểu được. Nên là ngay không chỉ là học văn đâu mà trong tất cả mọi cái điều trong cuộc sống nhá, chúng ta thường hay kiểu cứ rông dài và chúng ta thường hay kiểu rất là dài dòng với nhau á, mà chúng ta không đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, chúng ta chưa giải quyết được cái vấn đề đó. Nên là anh rất ghét những ai mà kiểu cứ dùng ẩn ý hay là cứ dùng hàm ý các thứ ấy. Anh rất muốn đi vào trọng tâm vấn đề và nói một cách ngắn gọn nhất để người ta có thể hiểu. Anh muốn biến cái điều phức tạp trở thành một cái điều đơn giản. Nên là chúng ta phải có một cái tư duy đó ha. Thứ nhất là em phải hiểu vấn đề đã, và em đừng có nói cái gì phức tạp cả. Em hãy nói một cái điều gì đó đơn giản thôi để người ta có thể hiểu được vấn đề là thành công rồi. Bởi vì cuối cùng nhá, sau này chúng ta nhận ra rằng là cái đơn giản nhất nó lại là cái điều giá trị nhất. Chúng ta cứ theo đuổi những cái gì đó hoa mỹ ấy, hay là chúng ta cứ theo đuổi những cái gì đó màu mè, hay là nó văn chương hàm ý các thứ, nhưng mà cuối cùng thì cái gì đơn giản nhất nó là cái điều có giá trị nhất. Nên là đừng biến cái gì nó trở nên phức tạp nha. Mình hãy biến tất cả mọi thứ phức tạp ở trên đời này trở nên đơn giản và dễ hiểu là được. Ok, cả lớp mình đã hiểu về câu số 2 này chưa? Ban đầu ấy thì bạn Diễm, bạn ấy đang nói thiên nhiều hơn về cái việc là cái trước lực ngài nó có ý nghĩa gì với ông Sáu. Nhưng mà em lại chưa trả lời được cái trọng tâm là cái câu hỏi ngài muốn hỏi là tại sao ông, sau khi mà tôi nói sẽ mang về trao tận tay cho cháu cây luộc thì anh mới nhắm mắt đi xuôi. Thì đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải trả lời trọng tâm nha. Chứ mình sẽ không nói dài dòng hay là không nói lan man là cái cây luộc ngài này nó có ý nghĩa gì đối với ông Sáu. Nó không phải là câu hỏi ở cái câu hỏi này. Hiểu không Diễm? Đã hiểu ạ. Rồi, câu số 3 này. Chúng ta sẽ cùng nhau xác định cái chủ ngữ và vị ngữ ở câu văn được đặt chân ở trong đoạn trích trên và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép. Mình sẽ nhìn vào câu văn này nhé. Dương ơi Dương, xác định cho anh cái thành phần chủ ngữ và vị ngữ ở trong câu ở câu văn đặt chân nhé. Đó là không còn đủ sức tranh đối lại điều gì là vị ngữ 1,
Tình cha con là chủ ngữ hai, không thể trách được là vì ngữ hai. Anh là chủ ngữ ba, đưa tay vào trong túi móc cây lược đưa cho tôi về, nhìn tôi một hồi lâu là vì ngữ ba. Thế còn cái chủ ngữ một ở đâu? Em xác định là không còn đủ sức trang trối điều gì là vị ngữ một đúng không? Thế chủ ngữ một nó ở đâu? Em nghĩ đây là câu rút gọn. Không. Em nghĩ đây là câu rút gọn cho nên người ta ăn chữ ăn chữ ngữ một đi rồi. Em còn khôi phục vậy được không? Thưa anh, chủ ngữ một là anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái câu này nó bị ẩn đi một cái chủ ngữ. Nó là từ anh. Trong cái giờ phút cuối cùng, anh không còn đủ sức trăn trở lại điều gì. Hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Trong cái giờ phút cuối cùng, nó là thành phần trạng ngữ ha. Còn ở đây em có phát hiện ra cái thành phần tình thái. Đó chính là cái từ hình như này. Còn lại thì Dương đã xác định đúng cái cụm chủ ngữ và vị ngữ ở trong câu này rồi. Và mình thấy rằng cái đoạn văn này nó, cái câu văn này nó có 3 thành phần, 3 cụm chủ vị đúng không? Thì đấy là lý do để mình xác định đây là một câu ghép, chứ không phải là một câu đơn. Câu số 5 này. Đoạn trích trên đã thể hiện rất rõ cái sự thấu hiểu, nỗi lòng, tâm thơ của nhau giữa những người đồng chí đồng đội ở trong chiến đấu. Hãy nêu tên một cái văn bản trong chương trình cũng thấy được điều đó. Mình có cái văn bản nào nhỉ? Khải Trang? Dạ, em biết là tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu ạ. Đúng rồi ạ. Mình có 3 bài, một là Đồng chí, hai là bài thơ về tiểu đội xe ống kính và ba là Những ngôi sao xôi. Đều thấy rõ được cái thấu hiểu nỗi lòng tâm tư của nhau giữa người đồng chí đồng đội. Nhưng mà chính xác hơn ấy, nó sẽ là bài Đồng chí ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập dàn ý cho câu số 4 này ha. Bây giờ anh sẽ chia tách cái luận điểm luận cứ cho các bạn này. Ở đoạn văn này thì người ta yêu cầu mình phân tích làm rõ cái tình cảm sâu nặng và cao đẹp của nhân vật tôi dành cho con giữa hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Thì đây là mình sẽ phân tích về nhân vật nào nhỉ cả lớp? Mình phân tích về nhân vật nào? Nhân vật ông cháu. Như vậy thì mình sẽ cùng nhau phân tích cái tình cảm sâu nặng và cao đẹp của ông Sáu dành cho con đúng không? Giữa cái phép thế là gì nhỉ? Anh quên rồi. Hả? Em quên mất phép thế là gì rồi. Phép thế, em dùng cái từ thế từ câu trước của câu sau thôi. Ví dụ câu trước em dùng cái từ nhà văn Quang Xá, thì câu sau em dùng cái từ cả. Vâng, em biết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xác định đây là cái vấn đề chính mà chúng ta cần phải viết này. Vậy thì bây giờ mình sẽ xác định cái luận điểm và luận cứ cho cái bài viết này ha. Theo em cái luận điểm đầu tiên chúng ta sẽ viết là gì? Anh sẽ bỏ qua cái phần mở bài rồi dẫn dắt vào bài nha. Anh sẽ đi thẳng vào cái phần trọng tâm của thân bài luôn, là mình sẽ chia tách luận điểm và luận cứ. Luận điểm đầu tiên mình sẽ viết là cái gì nhỉ? Ngọc với Ngọc trả lời cho anh cái câu này nhé. Dạ, hành động không xấu. Từ từ nha, quay trở về cái này. Hoàn cảnh của nhân vật. Theo em chúng ta có nói về hoàn cảnh của nhân vật ông Sáu không? Anh nhá, các em cứ dựa vào giải bài. Nghĩa là có. Đúng không? Chúng mình ta sẽ có một cái đoạn văn khái quát về hoàn cảnh của nhân vật ông Sáu trước đúng không? Đó là hoàn cảnh gì nhỉ? Hoàn cảnh lúc mà ông đang đứng trước cái chết ạ. No. Em tưởng là phải nói như thế chứ. Có một cái vấn đề các bạn này, đọc kỹ đề bài nha. Làm rõ cái tình cảm sâu nặng và cao đẹp của nhân vật ông Sáu dành cho con ở giữa cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh, chứ không phải là làm rõ cái tình cảm sâu nặng và cao đẹp của ông Sáu ở trong cái đoạn văn trên.
nếu như người ta nói là làm rõ cái tình cảm cao đẹp và sâu đậm của ông Sáu ở trong cái đoạn văn trên này ha, thì tức là mình phạm vi phân tích của mình sẽ là đoạn văn này đúng không? Nhưng mà người ta hỏi này, làm rõ cái tình cảm sâu đậm và cao đẹp của ông Sáu dành cho con ở giữa cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Vậy thì chúng ta xác định cái phạm vi phân tích của mình sẽ là cái gì? Hai cả lớp. Phạm vi phân tích của mình sẽ là từ đâu đến đâu? Là toàn bài đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. Đọc kỹ đề bài nha. Các bạn phải đọc rất là kỹ đề bài đó. Cái quan trọng nhất này, mình phải xác định được hai cái như sau. Đầu tiên này, đó chính là nội dung mình viết. Và thứ hai là phạm vi phân tích. Rất nhiều bạn khi mà đi thi á, chúng ta xác định sai cái phạm vi phân tích là chúng ta sai một ly là đi một dặm đó. Nên là cái đầu tiên quan trọng nhất nha, là phải xác định là mình sẽ viết về cái gì. Và cái phạm vi phân tích của mình nó sẽ là từ đâu đến đâu. Nhớ nha. Dạ anh, cho em hỏi câu này nữa, cũng là về đề bài nhưng mà nó không liên quan bài này. Tức là bữa cô em cho cái đề là, em đọc anh nghe nha, em hãy viết một đoạn văn khoảng 12 đến 14 câu, à không, cảm nhận về những cảm xúc tinh tế của tác giả trước những tín hiệu báo mùa thu và sự chuyển biến kỳ diệu của mùa thu, của thiên nhiên khi vào thu với anh. Em lúc đầu em nghĩ là chỉ phân tích khổ một thôi, tại vì nó nói về cảm nhận về cảm xúc tinh tế của tác giả, nhưng mà cô em bảo là phân tích toàn bài Đúng rồi. thì Phân tích toàn bài đó Diễm. theo Đây nhá, anh xác nhưng định mà đoạn bài của em nhá. Cảm nhận về những cái cảm nhận tinh tế đúng không? Thứ nhất là cảm nhận tinh tế này. Thứ hai là những cái chuyển biến của thiên nhiên trong cái khoảnh khắc giao mùa đúng không? dạ vâng. Khổ một có không? Có cảm nhận tinh tế và những cái chuyển biến của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa có không? Có. Khổ hai có không? Ừ, chắc là cũng có ạ. Có Có. rừng ràng chim vội vã rồi đám mây mùa hạ vắt nở mình sang thu ấy, khổ ba có Dạ không không. Có. là cả Ở ba cái đoạn là ẩn dụ đúng không em? Nhưng mà cô em em không cần nói cái đoạn ẩn dụ, tức là cái đoạn ẩn dụ nó là cái suy nghĩ về triết lý rồi, nhưng mà em có thể nói qua cũng được, nhưng mà nói về cái chuyển biến của thiên nhiên ấy thì khổ ba có, nó sẽ được thể hiện ở hai câu đầu. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ. Sấm cũng bớt bất ngờ cũng là cái chuyển biến của thiên nhiên mà. Thì coi như là cái đoạn văn đó em phải phân tích cả bài đó, chứ không phải là phân tích mỗi cái khổ thơ nhất đâu. Đó, cho nên anh mới dạy các bạn đó chính là cái quan trọng nhất, đó chính là chúng ta phải xác định được cái phạm vi phân tích đó. Nếu mà chúng ta phân tích thừa hoặc là phân tích sai thì chúng ta sẽ bị thiếu ý hoặc lạc đề. Nên là cái quan trọng nhất đó chính là mình cần phải đọc kỹ đề bài và mình cần phải xác định được cái phạm vi để mình phân tích không. Ok, mình sẽ quay trở về với cái bài này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái hoàn cảnh của ông Sáu này. Em có thể nói là mình sẽ nói một cách khái quát nhá. Đó là ông Sáu xa nhà đi chiến đấu khi mà con gái ông được bao nhiêu tuổi nhỉ? Chưa đầy 1 tuổi đúng không? Rồi trong cái giờ phút đó thì ông có được gặp con không? Hay là ông ấy chỉ biết mặt con qua cái gì ta? Alo Ngọc. Dạ, bức ảnh chụp chung với má. Chỉ biết mặt con đúng không? A Bảo, con là gì bức ảnh chụp với bà? Chỉ biết là con qua những cái bức ảnh mà khi vợ lên thăm đã đưa cho. Đúng rồi, qua cái bức ảnh thôi nha, chứ không có bức ảnh mà chụp chung với má đâu. Chỉ có ảnh ông Sáu là chụp chung với má thôi, chứ không có bé Thu là chụp chung với má đâu nha. Chỉ biết mặt con qua cái bức ảnh thôi đúng không? Rồi sau 8 năm đúng không? Sau 8 năm xa cách thì ông Sáu mới có cái cơ hội. Tức là đây là một cơ hội nó rất là ngắn ngủi á. Đó chính là ông ấy chỉ có được 3 ngày nghỉ phép về thăm nhà thôi. Đi 8 năm trời, nhưng mà đất nước chỉ cho ông ấy có 3 ngày để về phép về thăm nhà thôi. Sau 8 năm xa cách thì ông mới có gì?
ông mới có dịp về nhà thăm con. Rồi thì em sẽ bàn luận thêm là chính là tức là cái thời gian này á, nó kiểu nó thôi thúc cái tình cảm của ông, và kiểu chúng ta có thể cảm nhận được cái tâm trạng kiểu nôn nóng rồi kiểu mong chờ ấy, và ông muốn dành tất cả cái tình yêu thương cho người con của mình. Thì cái hoàn cảnh của ông Sáu ấy, đó không chỉ là cái hoàn cảnh riêng của ông đâu, mà nó là cái hoàn cảnh chung của tất cả những người đàn ông, hoàn cảnh chung của biết bao nhiêu người chồng, biết bao nhiêu người cha khác ở trong chiến tranh. Đó là khi có chiến tranh, đúng không, thì người đàn ông phải rời bỏ cái gia đình, họ phải tạm gác lại những cái tình cảm riêng tư của mình, đó chính là cái tình cảm gia đình, để mà cầm súng đi đánh giặc đó. Thì ông Sáu của chúng ta cũng là một người như vậy, cũng giống như biết bao nhiêu người đàn ông khác, cũng giống như biết bao nhiêu người chồng và người cha khác ở trong cái hoàn cảnh éo le của chiến tranh, thì ông ấy đã phải rời bỏ cái gia đình, ông ấy phải chia tay cái người con gái chưa đầy một tuổi của mình để mà lên đường ra trận. Và trong cái hoàn cảnh 8 năm đó, nó đã tạo nên được cái khoảng thời gian xa cách, nhớ nhung và đợi chờ. Nên là cái giây phút trở về, đó là cái giây phút mà ông Sáu rất nóng lòng, rất mong chờ được gặp con, được đón nhận cái tình yêu thương của người con. Đó nha, đó chính là cách mà chúng ta sẽ nói về cái hoàn cảnh của ông Sáu. Tức là các bạn cần có một cái luận điểm đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải khái quát về cái hoàn cảnh của ông Sáu trước khi mà chúng ta làm rõ cái tình cảm sâu nặng và cao đẹp của ông dành cho con. Hiểu không cả lớp? Đó, thì trong này có nha. Trong cái dàn ý khái quát này có nha. Rồi, thứ hai này, chúng ta sẽ cần phải làm rõ cái ngoại hình, tính cách, số phận hoặc là cái phẩm chất tiêu biểu điển hình của nhân vật, đúng không? Thì câu trả lời là ông Sáu có được miêu tả về ngoại hình, tính cách không? Ông Sáu không, ông Sáu chỉ biết là người có một vết sẹo ở trên mặt thôi ạ. Ồ, thế thôi, bỏ qua nha. Tức là không có nhiều chi tiết nói về ngoại hình thì chúng ta sẽ bỏ qua nha, không nói về ngoại hình. Ông Sáu có số phận không? Ông Sáu có số phận kiểu bất hạnh, khổ đau hay bi kịch gì không? Không có. Ồ, là cái đoạn mà chúng ta vừa nói hoàn cảnh rồi. Tức là hoàn cảnh đó chính là một người cha xa con, xa gia đình rồi á. Thì thôi chúng ta không nói về số phận nữa nha. Thường cái bài số phận này á, là chúng ta sẽ nói về những con người mà họ có số phận khổ đau, bất hạnh hay bi kịch. Thì chúng ta sẽ nói về số phận thôi. Thì không có, đúng không? Ok, bỏ này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm rõ cái phẩm chất tiêu biểu và điển hình của nhân vật. Và cái phẩm chất tiêu biểu điển hình của nhân vật ông Sáu đó chính là xoay quanh cái gì nhỉ? Cái tình yêu thương con, đúng không? Mình sẽ sang luận điểm thứ hai, đó chính là cái tình yêu thương con. Ở cái giai đoạn đầu tiên, đó chính là trong 3 ngày ông Sáu về phép thăm nhà. Luận điểm thứ 3, đó chính là cái tình yêu thương con của ông khi ở nơi căn cứ. Ông dồn tất cả cái tình yêu, nỗi nhớ vào việc làm cho con cây lược. Cái đề này nó cũng giống như là cảm nhận về nhân vật ông Sáu ấy, đúng không anh? Đúng rồi. Thì chính xác đề là cảm nhận về ông Sáu đó. Xong rồi đúng không? Luận điểm thứ 3 rồi. Luận điểm thứ 4 là gì nhỉ? Cách đầu dòng thứ 4 là gì? Là vai trò của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề và tư tưởng của tác phẩm, đúng không? Luận điểm thứ 5. Nó sẽ là thành công về nghệ thuật, đúng không? Đây chính là cái luận điểm khái quát để chúng ta sẽ phân tích về cái bài này nhá. Tức là chúng ta sẽ có 5 luận điểm.
Và ở trong mỗi cái luận điểm này, ví dụ như luận điểm thứ hai, luận điểm thứ hai và luận điểm thứ ba, đây là hai cái luận điểm trọng tâm nhất của bài này mà em cần phải phân tích kỹ này. Và ở trong cái luận điểm này chúng ta lại có những cái luận cứ nhỏ nữa đúng không? Luận cứ nhỏ là gì nhỉ? Là cái để làm sáng tỏ cái luận điểm ạ. Đây nhá, em có thể tham khảo cái luận cứ của anh này. Khi mới gặp con ở bến xuồng, trong suốt 3 ngày về phép thăm nhà, rồi trong cái buổi sáng chia tay, đây là ba cái luận cứ. Tức là em có thể tách ra thành ba cái đoạn văn nhỏ và chúng ta sẽ trình bày theo kiểu diễn dịch hoặc là tổng phân hợp nha. Rồi cái đoạn là ở khuôn cứ thì chúng ta lại có ba luận điểm như ba luận cứ như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ miêu tả lại quá trình và cách thức mà ông làm cho con cây lược. Thứ hai là cái tình cảm sâu sắc của ông dành cho con qua cái chi tiết chiến lược nhà đó. Và thứ ba, chúng ta sẽ nói về cái hoàn cảnh éo le là chưa kịp trao tận tay cho con cây lược thì ông đã phải hy sinh. Mình tham khảo cái dàn ý này không? Vậy thì với các bạn ở ngoài Hà Nội á, các em chỉ biết, anh thấy rằng cái đoạn văn này nó chỉ có 12 câu thôi á, thì em sẽ bỏ qua cho anh cái luận điểm 1 cũng được, bỏ qua cái luận điểm 4, luận điểm 5 cũng được. Nhưng mà nếu mà em có thể viết được nhá, em có ví dụ như em có thể viết được cái luận điểm 1 này trong một câu cũng được này, rồi em nói về cái luận điểm 4 này trong một câu cũng được. Tức là nếu như mình có khả năng viết được thì mình vẫn viết thôi ha. Còn lại thì em sẽ tập trung nhiều hơn đến cái luận điểm 2 và luận điểm 3. Thì đây là hai cái luận điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm rõ khi mà phân tích về nhân vật ông Sáu. Đủ. Đến đây cả lớp mình có ai có thắc mắc hay có ai câu hỏi gì không? Không có đúng không? Rồi, mình sẽ nhìn tiếp cho anh cái đề số 3 nha. Cái đề số 3 này. Ủa sao không có đề số 2 anh? Ồ, do cái thời gian mình không có nhiều nên là mình sẽ skip qua cái đề số 2 nha. Bạn nào muốn xem đề số 2 cũng được, xem qua đi. Rồi về nhà nếu mà có cái câu nào mà em chưa làm được hay em chưa biết cách làm á, thì sẽ hỏi anh có Messenger nha. Còn bây giờ, vâng ạ. Do cái thời gian chúng ta không còn nhiều nữa nên là anh sẽ chữa nhanh qua cái đề số 3 trước. Đề số 3 sẽ là Giang trả lời nhanh câu số 1 nha Giang. Trong trường hợp cái tình huống hay là tình huống chuyện đúng không? Em thử đọc kỹ đề bài đi. Đọc kỹ đề bài nha, rồi mình sẽ phân tích, mình sẽ trả lời như thế nào. Cái tình huống mà lúc mà ra đi thì bé Thu lúc mà ông Sáu quay trở lại khu căn cứ thì bé Thu đã muốn cha làm cho mình một chiếc lược ngà. Và cái tình huống thứ hai mà em thấy nữa là khi ở khu căn cứ thì ông Sáu đã dùng hết tâm tư tình cảm của mình để làm ra cây lược ngà. Mỗi lần nhớ con thì ông đều mang cái lược đấy ra để ngắm nhìn, như là cái vật để gửi đại diện cho cái hình ảnh của con. Theo các bạn thì Giang trả lời như vậy đúng chưa? Theo Vi nha Vi. Vi, Giang trả lời như vậy đúng chưa Vi? Dạ đúng rồi. Chắc không? Dạ vâng, em cũng nghĩ vậy. Vi nói là cái tình huống đầu tiên đó chính là trước khi mà ông Sáu trở về khu ăn cứ thì bé Thu mong ước là ông sẽ làm cho con, à bé Thu mong ước là sẽ ông sẽ mang về cho em một cây lược ngà đúng không? Đây là tình huống nhất. Tình huống thứ hai là ở khu ăn cứ. Tưởng đấy tình huống thứ hai ạ. Tức là cái tình huống thứ nhất của Giang là tình huống thứ hai hả? Em nghĩ là Giang nói đến cái tình huống thứ hai là lúc ông Sáu trở về chiến khu á. Ờ. Nhưng mà đọc kỹ đề bài nhá. Tình huống nào đã bộc lộ sâu sắc tình
sâu sắc và cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu. Tình huống thứ hai, chỉ có tình huống thứ hai thôi à? Chỉ có tình huống thứ hai là bộc lộ sâu sắc cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu thôi à? Ở đâu? Nhưng phải cả hai tình huống. Ừ, thế đó là tình huống nào? Tình huống một là lúc khoảng thời gian ông Sáu về thăm nhà, thì bé Thu không mãi không chịu nhận ông là ba, trong khi ông Sáu luôn quan tâm bé Thu, nhưng mà bé Thu vẫn không chịu nhận ông là ba. Đến lúc nhận ra thì hai cha con đã phải chia tay nhau đúng không? Dạ vâng. Ờ, tình huống thứ hai là chính là như Giang còn nói là ở cái khu ăn cưới thì ông ấy đã dành toàn bộ tất cả cái tình thương và nỗi nhớ để vào cái việc làm cho con cây lược nhà. Như vậy thì Giang đang trả lời sai ở cái tình huống đầu tiên đó Giang. Giang hiểu không? Sao lại thế ạ? Bởi vì em đọc trong đề người ta yêu cầu là những tình huống bộc lộ sâu sắc và cảm động. Cái tình huống thứ em nhất tưởng phải là lúc chia tay. Ủa? Ủa cái lúc đầu tiên nó không phải bộc lộ tình cảm sâu sắc và cảm động của bé Thu với ông Sáu hả? Nó có bộc lộ tình cảm sâu sắc nhưng mà em thấy nó không cảm động bằng cái tình huống thứ hai. Trời ơi. Ai bảo không cảm động? Ai đấy là cảm quan của em nói là không cảm động thôi đúng không? Ai bảo em nói là không cảm động? À, nhưng mà cảm động nhất vẫn phải là lúc mà cha con chia tay nhau chứ. Người ta đâu hỏi cảm động nhất đâu. Người ta đâu có hỏi là tình huống nào bộc lộ sâu sắc và cảm động nhất đâu. Ý là như nào anh? Tức là người ta đang không hỏi là tình huống nào bộc lộ sâu sắc và cảm động nhất cái tình cha con của ông Sáu và bé Thu. Nếu mà nhất, ok, anh sẽ đồng ý cái nhất của em, đó chính là cái tình huống là cái buổi sáng chia tay. Rồi cái tình huống mà ông Sáu làm cho con cái cây lược nhà đúng không? Thì anh có thể đồng ý với quan điểm của em, đó là cái tình huống cảm động nhất. Nhưng ở đây người ta không hỏi cái thứ nhất. Người ta hỏi là những cái tình huống nào bộc lộ sâu sắc và cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu. Thì đơn giản là chúng ta quay trở về cái nội dung cơ bản của bài này thôi. Là cái bài này anh dạy cả lớp mình là có hai tình huống chuyện đúng không? Đúng không? Bài này có phải có hai tình huống chuyện không? Và đó là tình huống chuyện nào? Giang hiểu không? Em cũng hiểu nhưng mà em thấy cái đề này nó hơi vô lý. Vô lý ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ cái vô lý là vô lý ở chỗ nào nha. Bởi vì là những cái tình huống nào đã bộc lộ sâu sắc và cảm động, tức là em thấy cái tình huống đấy nó cũng cảm động đi. Ý là em thấy nó nổi trội hơn cái tình huống mà khi mà ông Sáu về nhà mà gặp con. Nhưng anh hỏi nha, cái tình huống mà ông Sáu về nhà và gặp con ấy, nó có bộc lộ cái tình cảm cha con của ông Sáu bé Thu không? Có. Ồ, nó bộc lộ những cái sự yêu chiều của ông Sáu đối với bé Thu. Tại sao em lại không đồng ý là cho nó vào? Thì nó có mà. Tại sao em lại không cho nó vào? Tại vì em thấy cái kia nó nổi bật hơn. Đấy, câu chuyện là ở đây người ta không hỏi cái nào nổi bật hơn cái nào, hiểu không? Người ta không hỏi cái từ nhất đó. Thế em cho tắt rồi đâu anh? Bởi vì ở đây người ta hỏi những tình huống nào. Nhưng mà anh bảo là người ta không hỏi cái nào là nhất. Anh không hỏi, người ta không bảo là cái nào hơn cái nào. Cái tình huống nào hơn cái tình huống nào. Và cái tình huống nào là bộc lộ sâu sắc và cảm động nhất. Người ta không hỏi như vậy. Người ta hỏi những tình huống nào bộc lộ sâu sắc và cảm động tình cảm cha con của ông Sáu và bé Thu. Thì đơn giản là em trả lời lại hai cái tình huống chuyện của tác phẩm này thôi. Đó, tức là về nhà suy nghĩ thêm nha. Người ta không hỏi cái nào hơn cái nào, người ta không hỏi cái nào nhất đâu. Người ta chỉ hỏi là những tình huống nào thôi. Thì các bạn dựa vào hai cái kiến thức cơ bản. Tức là các em sẽ dựa vào kiến thức cơ bản liên quan đến tình huống chuyện. Thì nó sẽ có hai tình huống như Vi có nói nha. Đầu tiên đó là sau 8 năm xa cách thì hai cha con ông Sáu mới được gặp lại nhau. Nhưng mà trời khiêu hay thì bé Thu không nhận ra ông là ba. Đến lúc nhận ra thì hai cha con đã phải chia tay nhau. Còn cái tình huống thứ hai đó là ở nơi căn cứ thì ông Sáu đã dồn tất cả cái tình thương và nỗi nhớ vào cái việc làm cho con cây lược nhà. Nhưng ông chưa kịp trao cho con thì đã phải hy sinh. Thì đó chính là hai cái tình huống chuyện cơ bản của tác phẩm này thôi. Rồi, cái câu số 2 và câu số 3 các bạn sẽ suy nghĩ thêm nhé. Cái câu số 4 này,
chúng ta sẽ làm rõ cái câu số 4 hơn ha. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo sách lập luận diễn dịch, làm rõ cái tình cảm cha con sâu nặng và cảm động của ông Sáu và bé Thu trong cảnh chia tay. Rồi, cái nội dung mà chúng ta cần phải phân tích này, đó chính là cái tình cảm cha con sâu nặng và cảm động của ông Sáu và bé Thu trong cảnh chia tay. Đây là nội dung mà chúng ta sẽ viết đúng không? Vậy thì cái phạm vi phân tích của mình nó sẽ là từ đâu đến đâu? Hà Quỳnh. Alo Quỳnh ơi, phạm vi phân tích của mình sẽ là từ đâu đến đâu nhỉ? Ồ, Quỳnh sẽ bật mic hả Quỳnh? Em bật mic rồi. Ồ, phạm vi phân tích của mình sẽ từ đâu đến đâu? Em có thấy là em có thấy cụm từ là trong cảnh chia tay không? Thế phạm vi phân tích của mình sẽ là từ đâu đến đâu? Chỉ ở trong cái hoàn cảnh thôi. Đó chính là trong cái buổi sáng chia tay trước khi mà ông Sáu lên đường trở về quân cứu đúng không? Cảnh chia tay có phải đoạn đấy không? Đúng không? Ừ. Tức là chúng ta sẽ phân tích làm rõ cái tình cảm của cha con ông Sáu trong cái buổi sáng chia tay trước khi mà ông Sáu lên đường trở về khuôn cứu thôi ha. Tức là mình sẽ không phân tích cái đoạn trước và cũng không phân tích cái đoạn sau. Mình chỉ phân tích cái cảnh chia tay thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chia tách luận điểm luận cứ như thế nào? Luận điểm 1 nhé, chúng ta có nói về hoàn cảnh của nhân vật không? Có không cả lớp? Có. Ừ. Tức là mình sẽ cần kiểu, cho dù là cái đoạn trên không phân tích nhá, nhưng mà anh vẫn muốn các bạn, đó chính là em sẽ khái quát lại cho anh cái hoàn cảnh dẫn đến cái buổi chia tay này á. Chúng ta sẽ khái quát hoàn cảnh của nhân vật nhé. Đâu là khái quát cái hoàn cảnh nó dẫn đến cái buổi chia tay này. Rồi, luận điểm số 2 này. Ở đây đó chính là tình cảm cha con sâu nặng và cảm động của ông Sáu và bé Thu trong cảnh chia tay. Thì mình sẽ phân tích cái luận điểm thứ 2 là gì nhỉ? Huyền ơi, Huyền trả lời giúp anh cái đoạn này nhé Huyền. Huyền ơi, Huyền, đâu rồi? Thư ơi Thư, trả lời giúp anh đoạn này nha Thư. Nếu em làm bài này em sẽ chia sẻ luận điểm như nào? Ủa sao nghĩ lâu thế hả? Có ai giúp bạn được không? Em nghĩ cái luận điểm thứ hai sẽ là cái cảnh chia tay ạ. Ồ, tức là em sẽ làm rõ cái này đúng không? Em làm rõ cả cái này đúng không? Rồi, thế em chia tách luận cứ như nào ở cái phần này? À, lúc mà ông Sáu ra đi thì ông cái này em nói suy nghĩ của em thôi nhé, chứ không phải là em chia tách luận cứ.
kiểu kiểu thế. Không, nhưng mà anh muốn biết luận cứu cơ. Anh Ừ. không, tức là anh không muốn các bạn giải thích hay dài dòng gì ở phần này nữa. Anh muốn các bạn luận cứu cơ. Tức là em chia tách ý như nào? Em chia tách bố cục như nào? À, Em phân tích đoạn này á. luận cứu một của em sẽ là cái lời nói ba đi nghe con của ông Sáu. Luận cứu một là lời nói ba đi nghe con của ông Sáu. Và cái luận cứu thứ hai thì chắc là cái lúc mà bé Thu nó khóc, nó chạy đến ôm ba nó. Bé Thu chạy gọi ba đúng không? Nhất là gọi ba hoặc là Gọi ba là ôm ba. Rồi, đoạn cứ ba. còn một cái nữa là cái hình ảnh trước được là Ngày rất là trước ngạc. được là Ừ. Có ai cách chia khác không? Có bạn nào cách chia khác cái đoạn cứ ở cái phần này không? Em thấy rằng cách chia của bạn hợp lý không? Nếu mà em chia này á, Giang anh Giang, anh bảo nhá, nếu mà em chia như thế này thì anh cảm thấy rằng nó chưa hợp lý. Tức là nó không được logic á. Nếu là anh nhá, anh sẽ chia như sau. Các em có thấy cái từ và không? Các em có thấy cái từ và đây không? có. Và anh dặn các bạn rồi đúng không? Bất kể là cái bài nào người ta có cái từ và thì tức là mình sẽ chia ra làm hai vế. Vế bên tay trái của từ và vế bên tay phải của từ và. Nó sẽ là hai cái luận điểm hoặc nó sẽ là hai cái luận cứ để chúng ta làm rõ. Vậy thì nếu như phải chia cái bài này nha. Luận cứ một này. Đó là cái tình cảm cha con sâu nặng cảm động của bé Thu. Và thứ hai là cái tình cảm cha con sâu nặng và cảm động của ông Sáu. Vậy thì nó lại quay trở về cái bài cũ thôi. Cái tình cảm cha con sâu nặng của bé Thu đúng không? Thứ nhất là em sẽ nói về cái thái độ và hành động này. Rồi, nguyên nhân đúng không? Và ý nghĩa. Nó lại quay trở về cái kiến thức cũ thôi. Còn cái tình cảm cha con sâu nặng của ông Sáu thì sao nhỉ? Ở trong đoạn này á, chúng ta có thấy cái chi tiết nào nói về cái tình cảm mà ông Sáu dành cho con không? À, anh ơi, em hỏi là cái ý nghĩa của cái hành động tình cảm của bé Thu cái đoạn đấy em không biết là nêu như nào, em chưa hiểu cái ý lắm. Ủa hôm trước anh giảng rồi mà ta. Hôm trước anh giảng cho cả lớp. Em quên rồi. Em xem lại cái video bài giảng hôm trước nha. Tức là anh muốn em nhá. Tức là không phải là anh sẽ nói lại từ đầu. Mà anh muốn em đặt câu hỏi á. Tức là nếu như anh nói lại từ đầu thì cái đó nó sẽ mất thời gian của mình. Mình có Không, thể. em chỉ hỏi là cái ý nghĩa thôi ấy ạ. Ừ. Nhưng mà anh nói này, tức là cái đó ấy, em có thể hoàn toàn xem lại ở trên tài liệu. Hoặc là em có thể xem lại cái video bài giảng của anh ở cái buổi hôm trước. Tức là do cái điều này anh đã nói rồi á. Cái điều này anh đã nói ở cái buổi hôm trước rồi. Nên là anh sẽ không muốn nhắc lại nữa. Anh muốn các bạn là cái buổi học ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ tập trung là đặt câu hỏi. Và anh sẽ trả lời thắc mắc của các bạn. Còn cái phần kiến thức nào mà anh đã nói rồi hoặc là trong tài liệu đã có rồi thì các bạn sẽ cần phải chủ động để xem lại nha. Anh sẽ không nói lại nữa. Ok không dạ. Vâng. Ồ, tức là em phải xem lại cơ. Tức là em anh nói thì nó sẽ dễ quên lắm. Nói chung là em phải xem lại cơ. Nếu mà em cảm thấy chưa hiểu hay em có một câu hỏi nào thắc mắc thì em sẽ đặt câu hỏi cho anh thôi. Còn nếu mà anh giảng lại thì nó sẽ hơi mất thời gian bởi vì cái đó anh đã nói rồi và trong tài liệu anh Vâng, đã đủ luôn. tại vì là không em nhớ là em không nhớ là buổi trước anh có nói cái vấn đề này. Mà chả nhớ là buổi trước anh có lưu lại cái video không ta. Em tưởng là anh không lưu video bởi vì là anh bảo với em là cái driver của anh nó bị giới hạn ấy, nên là em không lưu nữa. Rồi xem lại kiến thức đi ha.
Thế anh tìm lại cho anh có lưu cái buổi hôm trước không? Anh nhớ là anh có ghi âm cái buổi hôm trước đó. Thế anh tìm lại cho. Ok ạ. Cái tình cảm của ông Sáu nhá. Ở cái đoạn này chúng ta có thấy chi tiết mà cái tình cảm ông Sáu dành cho con không? Có thấy ạ. Nó sẽ được thể hiện qua những chi tiết nào nhỉ? Ông Sáu ôm con vào lòng ạ. Chưa. Đầu tiên không? Đó chính là ông nhìn con với ánh mắt trìu mến. Thứ nhất các em sẽ phân tích cái nhìn trìu mến của ông Sáu nhé. Và cái giọng nói, tức là cái lời nói của ông trước lúc chia tay á. Thôi ba đi nghe con đúng không? Và thứ hai, em sẽ phân tích kỹ cho anh cái giọt nước mắt của ông Sáu. Em có thấy rằng là cái đoạn này nó sẽ tập trung nhiều hơn nói về cái thái độ và hành động của bé Thu. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có một cái câu văn để nói về cái tình cảm ông Sáu dành cho con. Tức là một tay ôm con, một tay ôm giúp khăn để lau nước mắt đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nói kỹ hơn về cái giọt nước mắt này của ông Sáu. Cả lớp mình có thấy chi tiết đó không? Có thể dẫn chứng đó ông sách giáo khoa không? Thấy không các em? Đây, nhìn câu văn này nha. Không kìm được xúc động và không muốn cho con thấy mình khóc, anh Sáu một tay ôm con, một tay giúp khăn lau nước mắt rồi hôn lên mái tóc con. Ba đi rồi, ba về với con. Đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái ý nghĩa của giọt nước mắt của ông Sáu ở trong cái đoạn này không? Theo em cái giọt nước mắt của ông Sáu nó có ý nghĩa gì nhỉ? Cái giọt nước mắt này nó vừa vui và nó vừa bất ngờ. Không vui vì được. Ông vui vì được con nhận. Được con gọi tiếng ba đúng không? Được con kiểu thể hiện cái tình yêu thương của mình. Vâng không? Đối với, tức là thể hiện cái tình yêu thương của nó đối với ba. Tức là đó có phải là cái niềm mong ước của ông trong suốt cái khoảng thời gian mà ông về phép thăm nhà không? Có đúng không? Bởi vì là trong 3 ngày về phép thăm nhà, ông rất mong được con gọi tiếng ba và ông rất mong được cho con cái tình yêu thương và được đón nhận cái tình yêu thương từ đứa con của mình. Và những tưởng rằng là ở cái giây phút chia tay đó, ông không thể đạt được cái mong muốn đó. Ông không thể đạt được cái điều mà mình đợi chờ, mong ước trong cái giây phút chia tay đó. Thì bất ngờ, bé Thu đã thể hiện một cái hành động, thể độ một cái tình cảm rất là quấn quýt, mãnh liệt và cảm động. Và cái điều này, cái giọt nước mắt ở đây á, em có thể thấy rằng là dường như những cái người mà họ đi chiến đấu ở chốn xa trường á, những tưởng rằng là cái giọt nước mắt của họ đã khô cạn ở nơi chiến trường khốc liệt, ở cái nơi mà họ phải đối diện giữa sự sống và cái chết, họ phải đối diện với rất nhiều những cái đau thương mất mát và thậm chí là có những người đồng đội của họ đã nằm lại ở nơi chiến trường. Và cái giọt nước mắt của những người đồng đội hay là cái giọt nước mắt của người lính dường như đã trở nên khô cạn ở nơi chiến trường khốc liệt rồi. Thì đến đây, cái giọt nước mắt ở đây đó là cái giọt nước mắt của một người cha đón nhận cái tình yêu thương từ người con. Và cái giọt nước mắt ở đây nó không phải là cái giọt nước mắt của cái sự buồn đau, cũng không phải là cái giọt nước mắt để nói về cái sự hy sinh và mất mát, mà nó là cái giọt nước mắt thể hiện được cái niềm vui, thể hiện được cái niềm hạnh phúc, cái sự sung sướng và bất ngờ khi mà ông đón nhận cái tiếng gọi ba và đón nhận cái tình yêu thương từ người con trong cái giây phút bất ngờ nhất, trong cái giây phút cảm động và thiêng liêng nhất. Đúng không? Đó. Và cái chi tiết đó chính là một tay ôm con, không thấy con mình khóc, không muốn thấy con mình khóc á. Rồi một tay ôm con vừa lau nước mắt, thì đó cũng là một cái chi tiết rất là hay để thể hiện được cái tình cảm chân thành của ông
rõ ràng là cái tình cảm của người cha đối với con ấy, nó không phải là một cái tình cảm gì nó ồn ào đâu. Nó là một cái tình cảm rất là thầm lặng thôi, nhưng nó vô cùng yêu thương, vô cùng chân thành và vô cùng cảm động. Nó thể hiện qua cái hành động đó chính là ông hôn lên cái mái tóc của con với một cái lời chia tay đầy lưu luyến, đầy tiếc nuối là ba đi rồi, ba về với con. Đó, đó là cách mà chúng ta sẽ phân tích cái tình cảm của ông Sáu đối với con ở trong cái cảnh chia tay đó ha. Thứ nhất là nhìn con với ánh mắt trìu mến và cái lời nói trước chia tay. Lời nói trước lúc chia tay là thôi ba đi nghe con. Và các bạn sẽ phân tích kỹ hơn cái giọt nước mắt của ông Sáu. Thì các bạn sẽ chia như này nó sẽ hợp lý hơn ha. Luận điểm thứ ba, đó chính là cái vai trò của nhân vật thôi. Luận điểm thứ tư đó chính là cái phần nghệ thuật đúng không? Rồi, ok. Cả lớp mình đã hiểu cái cách mà chúng ta sẽ làm cái bài này chưa? Thì đây là luận điểm chính nhỉ? Với các bạn viết đoạn văn ạ, đây là luận điểm chính này. Còn với các bạn viết bài văn thì sẽ đi theo cho anh từng cái luận điểm này. Còn có bốn luận điểm như này không? Ok, đến đây có ai câu hỏi, có ai thắc mắc gì nữa không? Hết rồi ạ. Rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây nha. Để chuẩn bị cho cái buổi thứ năm tuần sau á. Tức là ngày hôm nay thì anh đã hướng dẫn cho cả lớp mình xong về kiến thức về bài triết lược nhà rồi. Mình cũng đã luyện đề rồi. Thì bài tập về nhà đó chính là nếu như em có thời gian á, em chọn một trong hai cái đề trên nha. Em có thể chọn một trong hai cái đề trên để viết bài văn hoặc là viết đoạn văn gửi cho anh. Ngoài ra trong cái đề này á, nó còn có câu số 4 và câu số 5 nữa cơ. Nên là các em cứ xem qua nha. Nếu như câu số 4 và câu số 5 hoặc là câu số 2 có cái câu hỏi nào mà em chưa làm được hay có câu hỏi nào mà em chưa biết cách làm thì em có thể đặt câu hỏi cho anh vào cái buổi học thứ năm tuần sau không? Đó là bài tập về nhà này. Các bạn ghi lại bài tập về nhà nhé. Chúng ta sẽ một một là mình sẽ viết đoạn hoặc là viết bài. Chọn một trong hai đề là cái câu 1 và câu 3. Đề 1 và đề 3. Đề 1 và đề 3. Thứ hai này, các em sẽ xem tiếp cái đề 2, 4 và 5. Thử suy nghĩ về cách làm nha. Nếu như có câu hỏi nào không rõ, nếu chưa rõ thì sẽ hỏi anh vào buổi học sau. Và cái phần bài tập thứ ba đó chính là để chuẩn bị cho cái buổi học sau á. Buổi học sau thì mình sẽ học về cái bài truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Thì em sẽ đọc kỹ cho anh cái tài liệu liên quan đến sơ đồ tư duy cũng như là tài liệu bài học để buổi sau mình sẽ cùng nhau ôn tập lại cái bài này ha. Ôn lại chủ động này, tự học và ôn lại bài Lặng lẽ Sapa. Ôi, bảo hôm nay định dạy đến 11:30 thôi, bây giờ đến 12 giờ rồi. Ok, rồi. Nếu mà không có hỏi gì khác thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây nha cả lớp. Nhớ làm bài với lại chuẩn bị kỹ cho cái buổi học ngày hôm sau nha. Ok, bye bye các bạn. Chúc cả lớp mình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha. Anh Bye ơi, bye. anh ơi, từ từ, anh ơi. Ừ. Anh ơi, em bảo, sau anh có thể đổi sang là thứ năm học một hai tiếng, còn đâu là chủ nhật học một tiếng rưỡi đúng không ạ? Em sợ là chủ nhật em muốn học nghỉ sớm hơn hả? Vâng, tại Không vì phải, là không phải đâu, tức là anh có bảo với cả lớp mình là mình sẽ học 1 tiếng rưỡi một buổi thôi, nhưng mà do ngày hôm nay kiến thức nó hơi nhiều á,
À vâng. Tức là đúng ra là chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 11:30, nhưng mà kiến thức ngày hôm nay nó hơi nhiều mà anh muốn hướng dẫn cho các bạn xong luôn á, nên nó bị kéo dài mất 30 phút nữa, nên mình học đến 12 giờ. Nên nó tùy nhá, tức là mình sẽ học 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà hôm nào mà kiến thức dài quá thì anh có thể dạy thêm cho các bạn cũng được. Còn nếu Vâng. như chúng ta bận một cái gì khác, ví dụ anh bận hay em bận, thì em có thể xin phép anh chúng ta nghỉ sớm hơn, mình học bù về sau cũng được. Vâng ạ. Ok, vậy thì mình sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây nha cả lớp. Bye bye các em.